Ren ren ren. Đang lúc Hạ Bình chuẩn bị buổi chiều top 8 thi đấu thời điểm, bỗng nhiên tầm đó phụ thân Hạ Xuyên Lưu tự gọi điện thoại tới. Này, phụ thân, chuyện gì? Hạ Bình cầm suất điện thoại di động của mình, tiếp nghe. Hạ Xuyên Lưu kêu la nói, Nhi tử A, chúc mừng ngươi tiến vào top 8 A. Ta đâu rồi, cũng không có chuyện gì, tự là muốn hỏi ngươi một chuyện, lần này được quán quân có cơ hội không? Cơ hội đương nhiên là có, bất quá ngươi hỏi chuyện này làm gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Hạ Xuyên Lưu cười hắc hắc, nhi tử ngươi là không biết a, à, lần này thành thiên thủy trường cấp 3 cách đấu đại tái đều bị cá độ công ty coi trọng, bởi vì nhân khí thập phần nóng nảy, cơ hồ là toàn vùng sát cổng thành rót. Vì vậy cá độ công ty tự bắt đầu phiên giao dịch rồi, đánh bạc đến tục cùng là người nào đạt được quán quân, tỷ lệ đặt cược thấp nhất đúng là tầng một dương, một bồi 0.5, cao nhất đúng là nhi tử ngươi, một bồi 10. Nghe nói như thế, Hạ Bình nháy rồi thoáng một phát con mắt, nói, chẳng lẽ phụ thân ngươi muốn đi đánh cuộc một lần đó là đương nhiên. Hạ Xuyên Lưu Hưng Phấn nói, nếu đánh bạc nhi tử ngươi thắng, đây chính là một bồi 10A. Cha ngươi tuy nghèo, nhưng là tích lũy 20 năm, cốt xấu cũng có 2-30 vạn gửi ngân hàng. Nếu như lúc này đây đánh bạc thắng, liền cũng tìm được 300 vạn đồng liên bang, hiện ở nơi nào có tốt như vậy kiếm tiền cơ hội. Về sau ta và ngươi mẹ toàn cầu du lịch, muốn chơi như thế nào tự chơi như thế nào. Hắn dương dương đắc ý. Thế nhưng mà ngươi thế nhưng mà người dự thi gia thuộc người nhà A, như vậy đánh bạc không phải không tuân theo quy định sao? Hạ Bình nói. Hạ Xuyên Lưu lắc đầu, yên tâm đi. Chỉ cần đánh bạc Nhi tử ngươi thắng liền chưa tính là không tuân theo quy định. Tốt, vậy thì đánh bạc A, à, ta có cái này tự tin đạt được quán quân. Hạ Bình tự tin nói. Hạ Xuyên Lưu lập tức nói, đã biết rõ Nhi tử ngươi rất lợi hại, ta đây tự tin tử ngươi lúc này đây. Nói xong, hắn ba thoáng một phát, liền bị kích động cúp xong điện thoại, đoán chừng là ý định ném rồi cá độ công ty. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, tích một tiếng, hắn lập tức mở ra điện thoại, giả thuyết hình chiếu, lập tức tìm tòi ra thành thiên thủy cá độ công ty trang web, ở trên quả nhiên có quan hệ với lần này thành thiên thủy trường cấp 3 cách đấu đại tái đánh bạc. Hơn nữa nhân khí cũng rất vượng, rất nhiều người đều ở đây website ở trên nhắn lại, tự hồ cũng tại cạnh đoán cái đó một cái sẽ đạt được quán quân. Hắn nhìn thoáng qua tỷ lệ đặt cược, chính mình quả nhiên là tỷ lệ đặt cược cao nhất đấy, không có người nào coi được chính mình đoạt giải quán quân, thậm chí dù cho đánh bại lưu lượng, tỷ lệ đặt cược cũng không có chút nào biến hóa. Đúng rồi, cái này thành thiên thủy cá độ công ty thế nhưng mà chính quy công ty là đạt được chính phủ liên bang thừa nhận đấy, nghe nói tay có thế thông thiên, tài hùng thế đại, thành phố giá trị mấy trăm ức đồng liên bang. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, nếu như là nói như vậy, cái này người của công ty biết được tầng một dương tấn thăng đến võ giả cảnh tin tức này, cũng không phải cái gì kỳ quá sự. Muốn là như thế này cũng khó trách tỷ lệ đặt cược không có chút nào biến hóa, dù sao một cái võ đồ cảnh cường giả muốn đánh bại võ giả cảnh cường giả, cái kia quả thực tựu là thiên phương dạ đàm, căn bản không có khả năng sự. Mà hắn chiến thắng tỷ lệ đặt cược là một bồi mười, cái này cũng có thể lý giải rồi. Có chút ý tứ. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, đây chính là cái phát tài cơ hội thật tốt a. À, nếu như ta nện 4.000 vạn đồng liên bang xuống dưới, chiến thắng lời mà nói, đây chẳng phải là sẽ bồi thường ta 4 ức đồng liên bang, cái này được bán bao nhiêu quyển sách mới có thế lợi nhuận trở về đánh bạc, nhất định phải đánh bạc. Nói thật, hắn cũng động tâm rồi, không có ai sẽ ghét bỏ chính mình tiền quá nhiều đấy, đặc biệt là có thể có một cái cơ hội nhẹ nhõm kiếm được mấy tỷ đồng liên bang, buông tha cho mới là người ngu. Hơn nữa cái này thành thiên thủy cá độ công ty là chính quy công ty, tuyệt đối sẽ không quyệt nợ, cũng không cần lo lắng đánh bạc về sau, đối phương không có cách nào bồi phó. Đương nhiên đánh cuộc tiền rất cao lời mà nói, đoán chừng cá độ công ty cũng sẽ tự tuyệt, 4.000 vạn đồng liên bang vừa mới là thứ nửa vời con số, dù cho bồi thường, đối phương cũng có thể chịu đựng được lên. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức đăng nhập cái này trang web, nhanh chóng đăng ký, đóng lấy khóa lại thân phận của mình chứng nhận, chi phiếu, còn có ký kết một phần có đủ luật pháp liên bang hiệu ứng hợp đồng. Đinh Lúc này hắn lập tức cựu đánh bạc 4.000 vạn đồng liên bang đi vào, đánh bạc chính mình đạt được giải thi đấu quán quân. Làm xong đây hết thảy, Hạ Bình lập tức gọi ra một hơi, hắn nắm chặt nắm đấm, xem ra lần này dù cho chính mình không thâu được quán quân đều khó có khả năng rồi, hắn không có khả năng lại để cho cái này 4.000 vạn đồng liên bang nước dội lá môn. Hơn nữa một khi thắng lần này cách đấu đại tái quán quân, liền có thể đạt được cực lớn chỗ tốt, 4 ước đồng liên bang bao nhiêu người cả đời đều lợi nhuận không đến lớn như vậy một số tài phú. Mà lúc này, thành thiên thủy cá độ công ty tổng bộ, lập tức có công nhân tiếp thu đến khoản này cực lớn tiền đặt cược. Tổng giám đốc, có người đánh bạc 4.000 vạn đồng liên bang hạ bình chiến thắng. Một cái công nhân kinh hô một tiếng, hắn đây là điên rồi sao? Biết rõ tiểu tử kia cơ hội chiến thắng là không, hắn đây là đem tiền nước dội lá môn A. Hắn thân là nội bộ công nhân, tự nhiên sẽ hiểu tầng một dương thực lực chân chánh, lần này trận đấu tất thắng không thể nghi ngờ. Ha ha, quá ngu xuẩn. Bên cạnh cá độ công ty tổng giám đốc Dương Dương đắc ý nói, đây quả thực là tự cấp chúng ta đưa tiền A, không công tựu đạt được 4.000 vạn đồng liên bang, trên thế giới ở đâu có đơn giản như vậy có thể kiếm tiền sinh ý, cái này cũng chỉ có đánh bạc. Tổng giám đốc, Ta cảm thấy được hay là cẩn thận một chút tốt, đối phương dám nện xuống 4.000 vạn đồng liên bang, đoán chừng lai lịch không nhỏ, có thể sẽ biết rõ một ít nội tình. Một cái khác phó tổng giám đốc cảnh giác nói, hắn làm người so sánh cẩn thận. Nội tình cái rắm, còn có ai có thế so với chúng ta đạt được càng nhiều nửa nội tình sao? Cá độ công ty tổng giám đốc Kinh thường nói, tin tưởng các ngươi cũng biết, tầng một dương có thế là võ giả cảnh cường giả, đây đã là bao trùm những người dự thi khắc phía trên lực lượng, các ngươi nói như thế nào thất bại. Nếu như cái này tầng một dương là thứ bình dân dân chúng, có lẽ ta còn có thể lo lắng hắn có thể sẽ làm rối kỹ cương, thu lấy hối lộ, làm bộ bại bởi mặt khác dự thi tuyển thủ. Có thế hắn tầng một dương là tầng gia người, tài sản hơn trăm ức, sẽ nhìn đến khởi chút tiền ấy sao? Là hơi có chút danh dự, mạo hiểm ném toàn bộ tầng gia mặt, đáng giá sao? Hắn một mảnh dài hẹp phân tích, tràn đầy tự tin. Tổng giám đốc, đặt cực thân người phần chúng ta biết được rồi, tự là cái hạ bình, tên kia chính mình cho mình đặt cược cái kia công nhân tiếp tục điều tra, cũng tra ra đặt cược người thân phận. Lại là Hạ Bình. Tiểu tử kia nghe nói là cái bình dân dân chúng, phụ thân chỉ là giữ trật tự đô thị, sao có thể lấy được suốt 4.000 vạn đồng liên bang. Phó tổng giám đốc trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Ha ha, lại là Hạ Bình. Cá độ công ty tổng giám đốc cười ha ha, thật là đồ ngu xuẩn, quản hắn khỉ gió từ nơi này đạt được nhiều tiền như vậy đấy, dù sao tiểu tử này cho chúng ta đưa tiền, chúng ta ở đâu có không thu ở dưới đạo lý đoán chừng tiểu tử này chứng kiến công ty của chúng ta cho là hắn chiến thắng cơ hội xa vời, tỷ lệ đặt cược rất cao, trong nội tâm không cam lòng, mới đập phá 4.000 vạn đồng liên bang tới. Người trẻ tuổi tự là người trẻ tuổi, chúng ta thành thiên thủy cá độ công ty có thể ở trên trăm năm đều một mực tồn tại, mỗi năm đều có thể đại lượng lợi nhuận, há lại không có nửa đêm bàn chải. Vì đạt được chuẩn xác tỷ lệ đặt cược, chúng ta thậm chí đem dự thi tuyển thủ đi nhà nhỏ VWC, mỗi lần dùng mấy trương giấy vệ sinh đều điều tra được rành mạch rồi, tiểu tử này còn muốn ngất trời. Hắn muốn cho chúng ta đưa tiền, chúng ta sẽ thanh toàn hắn. Những người khác cũng là gật gật đầu, không ai cho rằng tiểu tử này có thế chiến thắng, đoán chừng cái này hạ bình như vậy tự tin, cũng là cho rằng tại cùng các loại cảnh giới phía dưới tầng một dương không phải mình đối thủ, mới như vậy không cam lòng, cho rằng có thế nhặt được đại tiện nghi. Bình thường mà nói đúng là như thế, nhưng là tầng một dương đã là võ giả cảnh cường giả, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Buổi chiều, tốt 8 thi đấu. Hạ Bình đứng tại trên lôi đài, nhìn xem đối thủ của mình, thình lình tựu là Giang Nhã Như. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Giang Nhã Như rõ ràng có thể đánh bại võ đồ cửu trọng thiên đối thủ, tấn thăng đến tốt 8 trong đó, dù sao Giang Nhã Như cũng mới là vừa vặn tấn thăng đến võ đồ bát trọng ngày mà thôi. Chỉ có thể nói Giang Nhã Như tư chất so trong tưởng tượng càng thêm lợi hại, vượt cấp khiêu chiến căn bản bình thường sự. Thậm chí liền sở dung cũng là như thế, nàng cũng đánh bại một vị đệ nhất trung học cao thủ, thành công tấn cấp đến tốt 8 chỉ là nàng tốt tám đối thủ là tầng một dương, cơ bản không có tấn chức bán kết hy vọng. Rốt cuộc đợi đến lúc cùng ngươi chiến đấu cơ hội. Giang nhã như đôi mắt dễ thương tràn đầy chiến ý, chầm chăm vào hạ bình. Tuy nhiên tên hỗn đảng này ở trường học chính giữa là mỗi người hô đánh, xấu đến chảy mũ da hỏa, nhưng là không phải không thừa nhận thực lực của hắn hoàn toàn chính xác thập phần rất giỏi, trước kia tại đảo mảnh thú thí luyện thời điểm, nàng tự tin tường kiến thức đến điểm này. Đám kia hung ác tàn những kẻ bắt cóc toàn bộ bị người nam nhân này chém giết, đây cũng không phải là bình thường võ đạo cường giả có thể làm được sự. Có thế nàng không cam lòng. Rõ ràng trước kia chính mình so người này càng cường đại hơn, hiện tại rõ ràng đã vượt qua chính mình, cái này lại để cho gian nhã như như thế nào chịu phục. Hơn nữa nàng có cái này tự tin, dù cho Hạ Bình tấn thăng đến võ đồ cửu trọng thiên cảnh giới, mình cũng có nắm chắc đánh bại đối phương, trước kia đối thủ kia cũng là võ đồ cảnh cửu trọng thiên cao thủ, không giống với thua cho mình. Xin lỗi. Hạ Bình nhìn xem gian nhã như, lần này ta không thể bại bởi ngươi, dù sao ta còn phải kiếm tiền, nuôi sống gia đình, cho nên lần này ngươi tự ngoan ngoãn nhận thua đi. Nếu như ngươi muốn miễn cưỡng, cũng không có sao, ta sẽ nhẹ một chút, sẽ không làm đau ngươi đấy. Hắn ánh mắt vô cùng nhận thức thật. Dù sao lần này nhưng hắn là đặt cược rồi 4.000 vạn đồng liên bang A, một khi thắng tự cũng tìm được 400 triệu đồng liên bang, bất kể như thế nào cũng không thể thua. Nghe nói như thế, chung quanh người xem đều là một hồi xôn xao. Thế nào chuyện quan trọng? như thế nào nghe thế đối thoại ta cảm giác cảm thấy có điểm gì là lạ hoàn toàn chính xác vì sao kêu sẽ nhẹ một chút sẽ không làm đau ngươi đây không phải ta lần thứ nhất cùng bạn gái đi mướn phòng thời điểm nói lời sao chẳng lẽ hai người này tại trên lôi đài điều tình giúp nhau thông đồng đi lên hai người này còn cần thông đồng sớm đã có một chân rồi các ngươi có lẽ còn không biết hai người này bản thân tựu là nam nữ bằng hữu không thể nào không phải nói cái này hạ bình cùng nam cung vũ có một chân sao dự tuyển thi đấu thời điểm đều mướn phòng rồi. Mướn phòng tính là cái đếch ấy, nghe nói cái kia nữ đều mang thai, có 3 tháng. Cầm thú A, cái thằng này không phải mới học sinh cấp 3 sao. Tự làm lớn rồi bạn gái bụng, còn có, hay không nhân tính. Cách không được nói rằng tay nhẹ một chút, cảm tình là sợ động thai khí. Rất nhiều người xem nghị luận nhau nhau, đều là bị cái này bác quái tin tức chấn kinh rồi, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới. Trên lôi đài hai người nam nữ là có một chân đấy, nhưng lại mang thai 3 tháng, cái này là bực nào kình bạo phát tin tức. Một ít tin tức phóng viên nghe được tin tức này, mỗi người đều là con mắt sáng rõ, hưng phấn không thôi, đây chính là cái đại tin tức A, trường cấp 3 nữ sinh mang thai, hơn nữa còn là top 8 thi đấu tuyển thủ, trường học học sinh khá giỏi. Tin tức như vậy mặc kệ cái nào xuất ra đi đều là bạo điểm, tuyệt đối sẽ oanh tạc toàn bộ thành thiên thủy đấy, đến lúc đó bọn hắn tin tức trang web kích ấn vào dẫn đầu chẳng phải là liên tiếp kéo lên. Thăng chức tăng lương cuối năm thưởng, đó là đại đại có liền tin tức tiêu đề bọn hắn đều nghĩ kỹ, khiếp sợ, trường cấp 3 nữ sinh vị thành niên mang thai, phụ thân không biết là ai, cấp 8 nam tuyển thủ bội tình bạc nghĩa, mang thai nữ sinh truy lên lôi đài, hoang đường, chưa kết hôn mà có con ai chi sai, vị thành niên thiếu nữ bi ca, một thi hai mệnh, bạn gái tại trên lôi đài trả thù. Ngươi, Giang Nhã như nghe được chung quanh người xem lời mà nói, lập tức chọc giận gần chết, khuôn mặt đều đỏ lên mà bắt đầu, nộ trừng mắt trước ghê tởm kia hạ bình, đều là tên hỗn đảng này nói lung tung, mới sẽ biến thành cái dạng này. Xem ra lần này lôi đài trận đấu, không chỉ đánh bại cái này khốn nạn, còn muốn hung hăng giáo huấn hắn một chầu, bằng không hắn căn bản không biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài lập tức tuyên bố trận đấu. Quanh. Vừa dứt lời, gian nhã như tự động thủ, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân. Cao cấp võ kỹ, như lai thiên phật thủ. Trong nháy mắt, trên người nàng hóa thành hơn một ngàn cánh tay trưởng, hư hư thật thật, thật thật giả giả, phản phất một Phật đà giống như, tản mát ra thần thánh bao la nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm khí tức. Nàng hai chân tuôn ra khủng bố sức lực nói, thoáng cái dẫm đạp xuống dưới, xuất hiện hai cái dấu chân hố sâu, khủng bố khí kình bộc phát, toàn bộ lôi đài đều nhấc lên cuồng phong. Thật là lợi hại, cái này nữ sinh rõ ràng học xong như lai thiên Phật thủ, điều này sao có thể? Nghe nói coi như là tại vô số cao cấp võ kỹ trong đó, cái này như lai thiên Phật thủ cũng là đủ để đứng vào top 10 võ kỹ, uy lực cường hoành, một khi học hội, vượt cấp khiêu chiến đó là bình thường sự. Cách không được trước kia có thế nhẹ nhõm đánh bại một võ đồ cửu trọng thiên cường giả, một khi thi triển xuất cái này như lai thiên Phật thủ, thiên thủ dung hợp, vô số kình đạo hỗn hợp cùng một chỗ, một chưởng đánh ra, quy lực so bình thường võ kỹ cường đại không chỉ gấp 10 lần. Trước kia cái kia võ đồ cửu trọng thiên cường giả chính là như vậy, bị một chưởng đánh trúng, toàn bộ người phát ra kêu thảm thiết, lồng ngực xương sườn gãy đi mười mấy cây, căn bản ngăn cản không nổi. Nhưng là muốn học hội cái này võ kỹ quá khó khăn, chỉ cần là chiêu thức kia phức tạp, cũng đủ để lại để cho người đầu bạo tạc nổ tung, muốn nhớ kỹ cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là học hội. Không có tuyệt thế thiên tư, căn bản liền không nhận ra không hiểu. Nhân vật như vậy rõ ràng chỉ là 95 trung học đệ tử, dù cho bục lên đệ nhất trung học cũng chẳng có gì là A. Rất nhiều người xem đều là rung động, bọn hắn không nghĩ tới gian nhã như có thế sự xuất mạnh mẽ như vậy võ kỹ. Võ đạo tu vi cùng văn học không giống với, văn học là một ngàn cái người có một ngàn cái hem lét, mỗi người khẩu vị đều không giống với bất đồng tác phẩm tốt xấu không cùng người không có cùng cách nhìn nhưng là võ đạo tu vi phải chăng cường đại đánh đi ra là được vừa xem hiểu ngay căn bản không cách nào lừa gạt oanh đem làm gian nhã như trên người vô số bàn tay dung hợp cùng một chỗ lực lượng cơ hồ đạt đến đỉnh phong trong nháy mắt nàng một bước bước ra hướng phía trước quay mắt về phía hạ bình lồng ngực tựu là một chưởng tê liệt không khí đông một chưởng này rắn rắn chắc chắc phát trên ngực hạ bình tựa như tiếng chuông buổi sáng tiếng trống hoàng hôn giống như bột phát ra thanh thúy thanh âm dễ nghe lôi đài mặt đất bị khủng bố kình đạo đánh rách tả tơi mà hạ bình hai chân mặt đất cũng chấn xuất một cái hố sâu răng rắc răng rắc rung động như vậy một chưởng uy lực cho dù là bình thường võ đồ cửu trọng thiên cường giả cũng không thể ngạnh kháng một chưởng là được đập bay ra ngoài trực tiếp chấn tổn thương đáy lòng xương sườn đứt gãy mẹ trứng cô nàng này hung ác a à, chẳng lẽ là bởi vì cái này vô sĩ hạ bình bội tình bạc nghĩa hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội, mới sử xuất một chưởng này, đem Hạ Bình đánh cho bị dày vò. Cái này là trong truyền thuyết vì ái thành hận. Một đám người khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn đều nhìn ra được một chiêu này tuyệt không phải hư giả, chính là đỉnh phong một kích, có thể so với võ đồ cửu trọng thiên cường giả một kích toàn lực. Cái gì? Những cái kia người xem tại khiếp sợ, nhưng là gian nhã như lại so với cái kia người xem càng thêm khiếp sợ, bởi vì chính mình cái này đỉnh phong một chưởng, phát tại hạ bình trên người, thiên thủ như lai dung hợp một chưởng, cương mảnh vô cùng, nhưng lại tựa như đánh tiếng một đoàn bông. Nàng một chưởng này sức lực nói, bị nhẹ nhõm tháo bỏ xuống, truyền lại đến mặt đất, hoặc là không trung, căn bản không cách nào xúc phạm tới hạ bình bản thể. Làm sao có thể? Giang nhã như căn bản không dám tương tin vào hai mắt của mình, nàng đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin, dù cho đối mặt chính thức võ đồ cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng có lòng tin một trận chiến. Chi tốt 16 cường trận đấu thời điểm, nàng ba chiêu hai thức liền đánh tan đối phương, cái này là chứng minh. Nhưng là mình cái này đỉnh phong một kích, đánh tại người nam nhân này trên người thời điểm, đối phương rõ ràng một chút việc đều không có, thậm chí liền lui về phía sau vài bước cũng không thể làm được. Tuy nhiên tại đảo mảnh thú thời điểm, nàng tự được chứng kiến người nam nhân này hộ thể thần công lợi hại, lúc ấy cái kia liệt báo đoàn đoàn trưởng lâm báo sắp chết một kích đều không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là không có tự mình trải qua, Nàng đều không thể tưởng tượng cái kia lâm báo trước khi chết cái loại này tuyệt vọng, như vậy hộ thể thần công thật sự là quá mức biến thái, quá mức không hợp với lễ thường rồi. Như thế nào? Không phục. Ta đứng ở chỗ này mặc cho ngươi đánh, đều không thể lại để cho ta lui về phía sau nửa bước. Hạ Bình cười tủng tiễn nhìn xem Giang Nhã Như, lộ làm ra một bộ khí định thần nhàn bộ dạng. Hắn cũng thừa nhận Giang Nhã Như đích thật là thiên tài, có thể học hội Như Lai Thiên Phật thủ liền đủ để chứng minh nữ nhân này cường hãn trước kia cái kia võ đồ cảnh cửu trọng thiên tuyển thủ thua trận trận đấu cũng không tính là oan. Nhưng là muốn kích phá hắn Bắc Minh hộ thể công phòng ngự, còn không biết kém rất xa, tối thiểu đợi nàng tấn thăng đến võ giả cảnh, đoán chừng mới có tư cách nếm thử một chút. Đáng giận, ta cũng không tin, phòng ngự của ngươi thật sự như vậy vô địch. Giang Nhã như không cam lòng, răng trắng tinh cắn môi, hai con ngươi lộ ra hừng hực liệt hỏa chiến ý. Như Lai Thiên Phật thủ áo nghĩa, Phật điểm thiên đăng. Nàng hai tay múa vũ động, trắng đoạn bàn tay tự hồ tản mát ra một tầng bạch sắc quan mang, ẩn chứa khủng bố bi năng, vô tận chân khí hội tụ đến bàn tay trong đó, sinh ra cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Cái này lập tức, thân thể của nàng tự hồ trên vải rồi một tầng bạch sắc quan mang, lộ ra vô cùng thần thánh, đoán thoáng phản phất có người nghe được một tôn Phật đà tại Phật sướng. Rầm rầm rầm, chỉ là trong một nhịp hít thở, gian nhã như hơn một ngàn cánh tay trưởng oanh kích tại hạ bình trên người liên tiếp phát ra từng đợt bạo tạc nổ tung y hệt thanh âm đánh rách tả tơi màng tai, lại để cho lôi đài chấn động. Bốn phía đều lập tức hiện lên đại lượng tro bụi, che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ lôi đài. Chung quanh người xem đều là trợn mắt há hốc mồm, dọa được bị dày vò, cô nàng này chẳng lẽ thật là muốn giết chết cái này hạ bình hay sao? Nếu như là như vậy, đây chẳng phải là tại mưu sát chồng. Bị như vậy ẩu đã, coi như là võ đồ cảnh cửu trọng thiên cường giả cũng phải bị đánh thành thịt vụn, trước kia cái kia bại bởi gian nhã như trận đấu tuyển thủ vốn cảm thấy còn có chút không phục, cảm thấy là mình chủ quan mới có thể thua trận trận đấu. Nhưng là thấy đến như vậy võ kỹ áo nghĩa, hắn lập tức dọa đái, sắc mặt trắng bệch, nếu vừa rồi trên lôi đài cũng bị nữ nhân này sử xuất một chiêu này, chỉ sợ hắn được tiến đi bệnh viện nằm một tháng, dù cho có dinh dưỡng dịch cũng không cách nào rút ngắn trị liệu thời gian. Đã đủ rồi. Hạ Bình khẽ vương tay, phịch một tiếng, xuyên việc vô số trưởng ảnh, ngăn cản được gian nhã như một trưởng, đem nàng toàn bộ người bắt lấy, thoáng cái liền đem nàng cho ôm trong ngực. Hỗn đảng, ngươi, ngươi muốn làm gì? Gian nhã như xấu hổ nảy ra, khuôn mặt đỏ bừng, quả thực cùng cà chua không sai biệt lắm, nàng muốn cực lực giải dụa, nhưng là hạ bình khí lực thật sự là quá lớn, đem nàng ôm đến ship sau đấy, căn bản không cách nào giải dụa. Quan trọng nhất là, nàng vì thi triển xuất như lai thiên phật thủ áo nghĩa, đã đã tiêu hao hết trên người mình toàn bộ chân khí, cả người đều suy yếu vô lực. Dù sao như vậy áo nghĩa, dù cho tấn thăng đến võ đồ cảnh cửu trọng thiên đều chỉ có thể là miễn cưỡng khiến cho dùng đến, hiện tại nàng như vậy sử dụng, đó là tiêu hao thân thể của mình toàn bộ lực lượng, hao phí khí huyết. Chính là vì chứng kiến điểm này, Hạ Bình mới sẽ ra tay ngăn cản, nếu không đem làm một chiêu này sử dụng hoàn tất về sau, đoán chừng Giang nhã như sẽ một vòng cũng không thể nhúc nhích, nằm ở trên giường bệnh. Còn hỏi ta muốn làm gì? Hạ Bình chầm chầm vào Giang nhã như, rõ ràng còn không có thực lực sử xuất một chiêu này, rõ ràng còn miễn cưỡng sử xuất, ngươi là muốn hủy diệt chính mình võ đạo kiếp sống sao? Dù cho hảo cường, cũng phải cho ta cái tự mình hiểu lấy, biết không? hắn ngữ khí thập phần nghiêm khắc. Ta, ta. Giang Nhã Như rất là chột dạ, nàng cũng biết chính mình không có lẽ sử xuất một chiêu này, nhưng là nghĩ đến chính mình rõ ràng liền lại để cho Hạ Bình nửa bước đều không thể rút lui, nàng như thế nào cam tâm. Thoáng cái, nàng đầu huyết khí dâng lên, liền khiến cho ra một chiêu này, căn bản khống chế không nổi tâm tình của mình. Lúc này thời điểm sương mù tán đi, lập tức tự lộ ra rồi trên lôi đài tràn cảnh, rất nhiều người xem lập tức tự chứng kiến Giang Nhã Như y như là chim non nép vào người, khuôn mặt đỏ bừng, đang bị Hạ Bình ôm trong ngực. Đậu đen rau muống, cái này ngắn ngủn mấy giây, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một cái người xem trợn mắt há hốc mồm, mới vừa rồi còn là tại phải chết muốn sống, đó là đánh cho đến chết, hiện tại tự y như là chim non nét vào người, còn ôm. Quá không khoa học rồi, vừa rồi ta còn tưởng rằng đây là ảo giác. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi cô nàng này xuất thủ nhiều hung mảnh A, giống như một đầu bạo hùng giống như, hiện tại ngược lại là trở nên y như là chim non nét vào người rồi nữ nhân thế nào tự biến hóa lớn như vậy, rất không khoa học. Ta chỉ là muốn biết cái này hạ bình đến cùng sử dụng thủ đoạn gì, phải hay là không cho người ta hạ dược rồi hả? Có thể khống chế một đầu không khống chế được mẫu bạo long độ khó, không thua gì khống chế được một quả sắc bạo tạc nổ tung đạn hạt nhân. Tràn đầy đồng cảm. Rất nhiều người xem nghị luận nhau nhau, đều là khiếp sợ nhìn xem trên lôi đài tràn cảnh, hoàn toàn không hiểu loại tình huống này. Ngư A, hiện tại người trẻ tuổi bó tay rồi, điều giáo tay của nữ nhân đoạn đều đạt tới xuất thần nhập hóa tình trạng rồi. Một vị đại thúc cảm khái nói, vừa rồi rất hiển nhiên, nữ nhân này là ghen tị, phải chết muốn sống, đồ nghịch tiểu tính tình đâu rồi, nhưng là tiểu tử này y nguyên không sợ, đã sớm nhìn thấu rồi nữ nhân bản chất. Vừa ra tay tự ôm nữ nhân, lại để cho nàng không cách nào giải dụa, lại đến cái ẩm ướt. Hôn, hôn đến nàng đầu chán ván não trướng, căn bản không cách nào suy nghĩ, lửa giận toàn bộ tiêu tán, tự cái gì đều làm tốt rồi đối với một ít cố tình gây sự nữ nhân một nụ hôn là đủ rồi thật sự không được tự hôn hai lần lại không được cũng chỉ có thể là sự xuất chung cực vũ khí trực tiếp lăn ga giường hắn lộ làm ra một bộ chính mình là người từng trải bộ dạng hoàn toàn nhìn thấu rồi chân tướng sự tình đại thúc nhìn dáng vẻ của ngươi rất có kinh nghiệm a à. bên cạnh một đám người thập phần bội phục thủ đoạn như vậy như bọn hắn loại này không có bạn gái người đều không hiểu gì chỉ biết là mua lễ vật gạt người đại thúc khoát khoát tay vẻ mặt thổn thức Dễ nói dễ nói, nhớ năm đó ta cũng là trường học thảo, chân đạp mười mấy cái thuyền cái thế mảnh nhân, thế nhưng mà về sau một mất đủ thành thiên cổ hận, cưới cái hơn 300 cân thê tử. Hắn khóe mắt hiện hồng, tự hồ nhớ tới một ít nghĩ lại mà kinh sự. Đại thúc, ta nơi này có rượu, ta muốn nghe xem ngươi là như thế nào trượt chân hay sao. Nói nha, nói ra để cho chúng ta cao hứng thoáng một phát. Có cái gì buồn khổ, không nhổ ra là không thoải mái đấy, ta nguyện ý đem làm cái này lắng nghe người một ít người xem thập phần bát quái nhìn trước mắt vị đại thúc này cái kia đại thúc khóe miệng co quách rồi rút nhìn xem bọn này tiện nhân đều là chút ít muốn nghe người khác thống khổ nhớ lại hỗn đảng không có một đồ tốt khục khục nhìn thấy hạ bình cùng gian nhã như hai người vẫn còn ôm dưới lôi đài mặt trọng tài nhìn không được rồi ho khang vài tiếng hai vị muốn thanh tú ân ái lời mà nói phiền toái đi địa phương khác hiện tại thế nhưng mà lôi đài đang tại trận đấu đâu rồi chú ý một chút ảnh hưởng a à? hắn rất là uyển chuyển nhắc nhở hai người a à. vù thoáng một phát gian nhã như khuôn mặt thoáng cái đỏ lên cùng với cà chua không sai biệt lắm nàng cũng nghĩ đến chính mình dạng tư thế tại trước mặt người khác đến tột cùng là hạng gì không chịu nổi hơn nữa bây giờ còn là tivi trực tiếp nàng cử động như vậy chẳng phải là bị toàn bộ thành thiên thủy người cũng biết rồi hả hỗn đảng gian nhã như chọc giận gần chết xấu hổ và giận dữ không thôi thanh tú quyền cứ như vậy đập một cái hạ bình lồng ngực nếu như không phải người này nàng hiện tại như thế nào sẽ tại nhiều như vậy mặt người trước mất mặt. Đáng tiếc hiện tại nàng toàn thân vô lực, như vậy nắm đấm ngược lại như là làm nũng. Ôi trời ơi, còn muốn hay không người sống, tại trên lôi đài điều. Tình, hiện tại học sinh cấp 3 như thế nào nguyên một đám như thế không biết liêm sĩ. Có hay không lão sư để ý tới quản, đây là yêu sớm A, à, tranh thủ thời gian đã nắm đi toàn bộ trường học phê phán, lại để cho bọn hắn ghi ăn năng sách. Thật là đáng yêu, vì sao cái này vô sĩ Hạ Bình có một cái đáng yêu như thế bạn gái? trên thế giới nữ nhân đều bị cặn bã nam cướp đi, tự không có một điểm chúng ta người thành thật lao động chân tay. Bạo tạc nổ tung a, à, ta hướng lên trời cầu xin, hy vọng Hạ Bình lập tức bạo tạc nổ tung. Rất nhiều người xem đều là kêu rên, tức giận không thôi, một ít nam nhân thậm chí hận không thể đi lên đem Hạ Bình bạo đánh một trận, cử động như vậy cho bọn hắn đã mang đến vạn phần tổn thương. Nghe đến mấy cái này lời nói, Giang Nhã như càng là xấu hổ và giận dữ, quay đầu đối với trọng tài nói, ta, ta nhận thua đều đến rồi trình độ này, nàng cũng biết chính mình không có khả năng thắng được Hạ Bình, còn không bằng lập tức nhận thua. Nếu không tiếp tục tại trên lôi đài lời mà nói, cũng không biết bị bao nhiêu người nói lời ra tiếng vào. Hạ Bình thắng. Nghe nói như thế, trọng tài lập tức tuyên bố trận đấu kết quả. Hỗn đảng, còn không tranh thủ thời gian thả ta ra. Giang Nhã như xấu hổ và giận dữ đối với Hạ Bình nói ra. Một bả tựu đẩy ra Hạ Bình, đón lấy tự tức giận đi xuống lôi đài, nhanh chóng ly khai khán giả tầm mắt. Hạ Bình nhún nhún vai, cũng chỉ có thể lại để cho Giang Nhã như một người đã đi ra. Sẽ đi qua nửa canh giờ, top 8 thi đấu cũng lục tục ngo ngoe phân ra thắng bại rồi, người thắng theo thứ tự là Tần Một Dương, Nam Cung Vũ, còn có một đệ nhất trung học đệ tử, cùng với Hạ Bình bốn người. Sở dung cuối cùng nhất hay là đã thua bởi Tần Một Dương, theo top 8 thi đấu chính giữa bị loại bỏ. Bán kết thi đấu đối thủ là Nam Cung Vũ. Như thế thú vị rồi. Hạ Bình nhìn xuống trận đấu trình tự, lập tức tự phát hiện mình ngày mai bán kết thi đấu đối thủ tự là Nam Cung Vũ. Nếu như đánh thắng Nam Cung Vũ lời mà nói, trận chung kết sẽ đụng với tầng một dương. Ngày hôm sau rất nhanh liền đi tới, bán kết thi đấu sắp bắt đầu. Lúc này thời điểm, toàn bộ thành thiên thủy người xem đều tại chú ý, dù sao đây chính là vòng bán kết, buổi chiều liền là chân chính trận chung kết, sắp sẽ sinh ra lần này cách đấu đại tái quán quân. Hơn nữa cá độ công ty trợ giúp, không ngừng tại trên TV đưa lên quảng cáo, tăng lớn tuyên truyền, cũng làm cho lần này trận đấu nhân khí chưa từng có, vô số người xem mãnh liệt chú ý. Lúc này trên lôi đài, Hạ Bình cùng Nam Cung Vũ hai người cùng nhìn nhau. Hạ Bình Nam Cung Vũ nhìn trước mắt Hạ Bình, biểu lộ thập phần bình tĩnh, tự hồ hoàn toàn quên dự tuyển thi đấu thời điểm chuyện đó xảy ra, ngươi thật sự là lợi hại, dựa theo ta hiện tại võ đạo tu vi đoán chừng còn không phải là đối thủ của ngươi. Bái kiến Hạ Bình mấy lần trận đấu, hơn nữa dự tuyển thi đấu thời điểm va chạm, tuy nhiên Nam Cung Vũ đối với chính mình có rất lớn tự tin, nhưng là cũng biết chính mình thực sự không phải là người nam nhân này đối thủ đây cũng không phải là là tự ti mà là có tự mình hiểu lấy cho nên lần này trận đấu ta nhận thua nói đến đây nam cung vũ quay đầu đối với trọng tài nói ra nhận thua hạ bình nháy thoáng một phát con mắt không biết phản ứng thế nào trọng tài nghe nói như thế đều là há hốc mồm đều đến rồi bán kết thi đấu rõ ràng còn có hay không bắt đầu đánh tự nhận thua đây chính là trước nay chưa có sự dù sao dù thế nào không địch lại, cũng phải thử xem mới biết được. Lần này trận đấu nhân vật giác cũng không phải ta, ta ngược lại là rất chờ mong ngươi gặp gỡ tầng một dương, rốt cuộc là ai mạnh lớn một chút. Nam Cung Vũ nhìn thật sâu hạ bình liếc, không để ý đến trọng tài, quay người liền rời đi lôi đài, lựa chọn nhận thua. Thấy thế, trọng tài cũng không có biện pháp, đành phải tuyên bố, Nam Cung Vũ nhận thua, hạ bình thắng. Lập tức trên trận người xem, thậm chí trên tivi người xem mỗi người đều tạc nổi cáo rồi, khó có thể tin nhận thua nam cung vũ rõ ràng lựa chọn nhận thua đánh đều còn chưa bắt đầu đánh nói đùa sao tấm màn đen a à, cái này chính giữa vách đá dựng đứng có tấm màn đen tấm màn đen trùng trùng điệp điệp ta đã nói với ngươi sớm đã có người yêu sách rồi nghe nói nam cung vũ là cái này hạ bình bạn gái dự tuyển thi đấu đều kìm nén không được tịch mịch trực tiếp tự mướn phòng hai người thông đồng đã lâu ở đâu còn có thế đánh nhau hơn nữa cái này nam cung vũ còn không phải cái này vô sĩ hạ bình duy nhất bạn gái Trước kia cái kia 95 trung học gian Nhã như cũng thế, thậm chí còn chân đạp rồi mười mấy cái thuyền, cặn bã tới cực điểm. Có bạn gái cũng rất quá mức, rõ ràng còn có 10 cái, hỗn đảng này còn có phải là người hay không? Chúng ta thế hệ này sở dĩ lưu manh nhiều như vậy, cũng là bởi vì xuất hiện một cái như vậy cứ đúng là đầy hầm cầu người. Lời này thô lý không thô a. À. Phần đông người xem đều là tạc nồi mà bắt đầu, mỗi người hô to trong lúc này có nội tình, tình cảm quần chúng mãnh liệt. Đáng giận a. À, top 8 thi đấu tự gặp được số một bạn gái, bán kết thi đấu lại gặp được số hai bạn gái, tiểu tử này mệnh thế nào cứ như vậy tốt, căn bản chính là cử đi học đi vào trận chung kết, đều không có thiên lý. Đây đều là cái gì trận đấu, căn bản chính là bạn gái triển lãm rẻ, tự không có người quản quản loại này trắng trợn ăn gian hành vi sao. Lâu dài dĩ vãng, cái này trường cấp 3 quyết đấu giải thi đấu còn có, hay không công chính đáng nói. Nói không chừng cái này hạ bình tựu là dự định quán quân, liền thị trưởng đều mua được rồi đây chẳng phải là nói tầng một dương nhất định phải thua. Liền tần gia cũng thần phục tại tiểu tử này âm uy phía dưới, tiểu tử này đến cùng cái gì địa vị? Chẳng lẽ là tổng thống nhi tử? Nghe nói cha của hắn là giữ trật tự đô thị, có chính phủ bối cảnh. Phần đông người xem nghị luận nhau nhau, một ít mua nam cung vũ thắng được trận đấu người càng là tức giận không thôi, cái này tiền toàn bộ nước dội lá môn rồi, bọn hắn lại há có thể không khí, liền tiêu diệt hạ bình tâm đều có. Bất quá cũng có người tra được rồi hạ bình bối cảnh, hoàn toàn tựu là cái dân chúng bình thường, thậm chí không ít người gia đình đều so với hắn tốt, bọn hắn mỗi người đều là há hốc mồm, không biết tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào tại trận đấu ăn gian đấy, chẳng lẽ thuần túy là dựa vào tiểu bạch kiểm bản lĩnh, dựa vào ăn cơm bao, trai bao, mới đạt tới như vậy tình trạng hay sao? Nếu như là như vậy, tán gái bản lĩnh quá cường đại điểm A. Thế nhưng mà bất kể như thế nào, bọn hắn đều không thể ngăn cản Hạ Bình tấn thăng đến trận chung kết bộ pháp. Đến dưới buổi trưa, vạn chúng chú mục, bởi vì vì lần này trường cấp 3 cách đấu đại tái trận chung kết cuối cùng cũng bắt đầu, mà Tần một Dương cũng đánh bại đối thủ, thuận lợi tấn thăng đến rồi trận chung kết chính giữa. Lần này trận đấu sắp phân ra thành thiên thủy trường cấp 3 cách đấu đại tái mạnh nhất tuyển thủ. Trận chung kết trên lôi đài, vạn chúng chú mục. Hạ Bình Tần Mộc Dương gắt gao chầm chầm vào đứng tại trước mắt Hạ Bình, hai con ngươi đỏ bừng, rốt cuộc đợi đến lúc ta và ngươi ở giữa trận đấu rồi, rất tốt, phi thường tốt, ngươi không có bị những người khác đánh bại, mà là hoàn hảo không tổn hao gì đứng trước mặt ta, điểm này đáng giá tán dương. Ngươi cũng đã biết vì chờ đợi cơ hội này, ta nhẫn nại rồi bao lâu thời gian, hai ngày, trọn vẹn hai ngày thời gian, đời này ta đều chưa từng có nhẫn nại qua thời gian dài như vậy. Nhưng là vì tại toàn bộ thành thiên thủy mặt người trước, đem ngươi đánh tan, triệt để dẫm nát dưới chân, ta hay là nhịn. Hắn có thế tuyệt đối sẽ không quên, tại dự tuyển thi đấu thời điểm, tên hỗn đảng này mang đến cho mình nhục nhã. Nếu như không phải cái này gọi là hạ bình gia hỏa, Hắn tầng một dương tuyệt đối sẽ không bị người đánh cho thảm như vậy, bị mấy chục người vây đánh, đánh cho cùng đầu heo tựa như, thiếu chút nữa ngay cả mình phụ thân đều nhận thức không ra bản thân đến. Chớ đừng nói chi là thằng này rõ ràng còn dám trước mặt nhiều người như vậy đi câu. Dẫn Nam cung Vũ gây ra chuyện xấu. Toàn bộ thành Thiên Thủy người nào không biết hắn ưa thích Nam cung Vũ, không phải nàng chớ lấy, Nam cung Vũ sớm liền trở thành hắn cấm. Luyến, thế nhưng mà tiểu tử này rõ ràng dám để cho Nam cung Vũ cho hắn một mình khiêu vũ đây quả thực là cho trên đầu của hắn bị vợ ngoại tình. Như vậy sỉ nhục, hắn tần một dương nếu như còn có thể nhẫn, hắn tựu là vạn năm rùa đen rút đầu, ai còn sẽ nhìn đến khởi hắn tần một dương, ai còn sẽ cho hắn tần da mặt mũi. Tuy nhiên ta rất lý giải ngươi bây giờ cảm xúc, nhưng là ngươi muốn đánh bại ta là không thể nào đấy, lần này trận đấu ta thắng định rồi. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem tần một dương, lộ làm ra một bộ tông sư khí độ. Thắng định rồi. Nghe nói như thế, Tần Mộc Dương lập tức nở nụ cười, cười đến rất lớn tiếng, rốt cuộc là ai cho ngươi như vậy tự tin. Dùng vì đánh bại rồi mấy cái võ đồ cảnh cửu trọng thiên cao thủ, đánh bại lưu lượng những này phế vật, ngươi tự thật sự cho là mình vô địch rồi hả? Ngay cả ta Tần một Dương cũng không để vào mắt rồi sao? Quanh! Vừa dứt lời, trên người hắn bộc phát ra cường đại đến cực hạn khí tức, hai chân bộc phát ra đáng sợ sức lực nói, thoáng cái tự làm vỡ nát lôi đài, xuất hiện hai cái cực lớn hố sâu một cổ kinh khủng chân khí từ trên người tầng một dương lan tràn đi ra, tựa hồ trải rộng rồi toàn thân, khí thế liên tiếp kéo lên, toàn bộ người thoạt nhìn tựa như như ngọn núi cao lớn, bóp méo không khí. Không thể nào, chân khí phóng ra ngoài, tầng một dương rõ ràng làm được chân khí phóng ra ngoài. Hắn chẳng lẽ là tấn thăng đến rồi võ giả cảnh sao? Một cái kiến thức rộng rãi người xem lập tức dọa được nhảy dựng lên, khó có thể tin nhìn xem tầng một dương động tác. Căn cứ hắn kiến thức, cũng chỉ có võ giả cảnh cường giả mới có thể làm được điểm này tấn thăng đến rồi võ giả cảnh. Không thể nào, cái này tầng một dương là biến thái sao? Mới là học sinh cấp 3 mà thôi, rõ ràng tự tấn thăng đến rồi võ giả cảnh, đây là muốn nghịch thiên A. À. Một cái người xem cũng là khiếp sợ. Bọn hắn đều là biết rõ muốn tấn thăng đến võ giả cảnh, đạt tới chân khí phóng ra ngoài là cỡ nào gian nan sự, tầm thường võ giả cũng cần tốn hao mấy chục năm mới có cái này đột phá cơ hội. Có người thậm chí cả đời đều không có cơ hội, chỉ có thể gắt cao tạp tại cảnh giới này, đời này đều không thể đột phá. Có thế tầng một dương nhưng lại tại 18 tuổi thời điểm đột phá đến võ giả cảnh, cái này không gọi là nghịch thiên, cái gì mới là nghịch thiên. Khó trách cái này tầng một dương như thế tự tin, nguyên lai là tấn thăng đến rồi võ giả cảnh. Cái này hạ bình xong đời, mặc kệ thực lực của hắn cỡ nào nghịch thiên, muốn chiến thắng võ giả cảnh, quả thực tựu là không thể nào sự. Đừng nói là chiến thắng, dù cho có thể gây tổn thương cho đến võ giả cảnh cường giả một cộng lông tóc, đều xem như rất giỏi cái này hạ bình xong đời một quyền cũng sẽ bị tần một dương đánh bại căn bản không có chiến thắng hy vọng đáng thương hạ bình bằng vào tán gái bản lĩnh một đường thuận lợi tấn thăng đến trận chung kết vốn cho rằng có thể đại phóng sáng rọi nhưng lại không nghĩ tới gặp được một cái tuyệt thế thiên tài tần một dương chênh lệch quá xa hoàn toàn là bị nghiền áp không hổ là thành thiên thủy đệ nhất trung học quả nhiên là vương giả trường học nội tình quá thâm hậu trường học khác muốn cầm được quán quân quả thực tựu là đang nằm mơ a à, tỷ lệ cơ hồ là không rất nhiều người xem đều là khiếp sợ liên tục, xem như bị tầng một dương thể hiện ra thực lực triệt để rung động ở, một cái 18 tuổi võ giả cảnh cường giả đại biểu cái gì, cái kia chính là tương lai võ đạo tông sư, tiền đồ vô lượng, 10 năm đều khó gặp thiên tài. Mà cái này tầng một dương tựu là thiên tài như vậy. Vô sĩ A, cá độ công ty cực độ vô sĩ, khó trách tầng một dương chiến thắng tỷ lệ đặt cược thấp như vậy, cảm tình hắn đã sớm biết được tầng một dương thực lực chân chính, cho nên mới làm như vậy ta tự nói cá độ công ty đem tầng một dương chiến thắng tỷ lệ đặt cực thấp như vậy cái này chính giữa quả nhiên có chuyện ấn ở bên trong muốn tại đây cá độ công ty trên tay kiếm tiền quả thực so với lên trời còn khó hơn gừng càng già càng cây a à, lại bị cá độ công ty lừa được vốn dùng vì lần này có thế dùng tiểu bao la muốn áp trung cái này hạ bình chiến thắng đạt được gấp 10 lần tiền thưởng không nghĩ tới lại phải thua muốn hố cá độ công ty tiền còn không bằng chém giết kiếp so sánh thực tế một chút đánh bạc hại người a à, đánh bạc nghèo cả đời họa và gia ba đời mọi người muốn lấy đó mà làm gương một đám dân cờ bạc đang gọi trách móc chửi ầm lên mỗi người đều là tái mặt bọn họ đều là đánh bạc hạ bình chiến thắng người vốn muốn kiếm lớn một số không nghĩ tới vẫn bị lừa được bất quá cũng có một nhóm người đều là đánh bạc tầng một dương thắng dù sao tỷ lệ đặt cược bày ở chỗ này không ít người đều biết hiểu cái này chính giữa có chuyện ấn ở bên trong hiện tại xem xét quả là thế a tầng một dương che giấu thực lực tấn thăng đến võ giả cảnh nhìn thấy một màn này cá độ công ty tổng giám đốc bọn người là dương dương đắc ý, lần này lại lợi nhuận một số tiền lớn. Xem ra Hạ Bình lần này thua. Thính phòng phía dưới, sở dung cùng gian nhã như bọn người là lắc đầu, thở dài không thôi, nếu như tất cả mọi người là võ đồ cửu trọng thiên cường giả có lẽ còn có được đánh, nhưng là võ đồ cảnh cùng võ giả cảnh trên lệch quá lớn, chỉ cần là chân khí phóng ra ngoài, lực công kích tự cường hãng không chỉ gấp 10 lần, cái này còn thế nào đánh, căn bản là tại hành hạ đồ ăn. Tạo hóa trêu ngươi, cũng chỉ quái Hạ Bình gặp được một cái yêu nghiệt, không phải chiến chi tội. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết cũng là lắc đầu, mặc dù có điểm tiếc hận, nhưng là Hạ Bình có thể đi đến trận chung kết, chính là đại đại vượt quá dự liệu của nàng. Cho dù ở tại đây thua trận trận đấu, cũng đủ để là 95 trung học tranh thủ vô thượng vinh quang. Ha ha, cái này vô sĩ Hạ Bình rốt cục thua. Thật tốt quá, rốt cục có người có thể ngăn cản tên hỗn đảng này. Nếu là thật lại để cho cái thằng này đạt được quán quân, cũng không biết đắc chí đến mức nào đâu rồi hồi trở lại tới trường học ở đâu còn có chúng ta chỗ dung thân, tất cả chúng ta chẳng phải là đều chỉ có thể là ngưỡng hắn hơi thở sinh tồn. May mắn thành thiên thủy còn có có người tài ba đấy, không thể để cho hỗn đảng này tiếp tục hung hăng càng quấy xuống dưới. Lão thiên có mắt, trời xanh có linh A. À. Hùng bá thiên các loại đã từng bị hạ bình tai họa người, mỗi người đều là ngửa mặt lên trời thở dài, rơi lệ đầy mặt. Rốt cục có nghĩa sĩ đứng ra ngăn cản hỗn đảng này bộ pháp rồi, cái này là bực nào chuyện may mắn bọn hắn đều không thể tưởng tượng Hạ Bình cái thằng này đạt được quán quân về sau, đến tột cùng sẽ hung hăng càng quấy tới trình độ nào, bọn hắn đợi ở trường học chính giữa cái chủng loại kia ác mộng, quả thực tự là không có thiên lý. Lúc này thời điểm, thành thiên thủy sân thể dục một chỗ phòng khách quý, một đám đại nhân vật đang tại quan sát trận đấu, bọn hắn xuyên thấu qua video nhìn xem lôi đài, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Khi thấy tầng một dương lộ ra võ giả cảnh tu vi thời điểm, mỗi người đều là khiếp sợ, mới 18 tuổi tự tấn chức võ giả cảnh, tu vi như vậy thật sự là quá mức rất cao minh. Tần thị trưởng, con của ngươi bó tay rồi a, à, tương lai nhất định lại là một võ đạo tông sư, lớn mạnh tần gia dễ dàng. Mấy cái thành thiên thủy gia tộc tộc trưởng đều đối với tần phi thị trưởng nói ra, cảm khái không thôi. Đối với so với bọn hắn hậu đại tử tôn, trên lệch tự thật sự là quá xa rồi. Khách khí, khách khí, chỉ là điểm không có ý nghĩa thành tựu mà thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Nghe nói như thế, tần phi thị trưởng dương dương đắc ý, nội tâm sản khoái không thôi, nhưng là hay là khiêm tốn nói. Bởi vì nơi này còn có một chân chân chính chính đại nhân vật, tại loại nhân vật này trước mặt, nếu như hắn lúc này thời điểm quá mức cuồng vọng hung hăng càng quấy, chỉ sợ sẽ lưu lại ấn tượng xấu. Đích thật là có thiên phú. Ngồi ở phía trước áo trắng lão giả khẽ gật đầu, cho dù hắn bái kiến vô số thiên tài võ đạo gia, nhưng là cũng thừa nhận cái này tầng một dương là có thiên phú đấy, tương lai thành tựu không sai. Cảm ơn phương lão khích lệ. Tần phi thị trưởng lập tức đại hỷ, nếu như mình nhi tử bị phương lão vừa ý lời mà nói chỉ sợ lập tức lại biết bay thượng đầu cành biến phượng hoàng a tương lai chỉ sợ tự tiền đồ vô lượng rồi mặt khác thành thiên thủy gia tộc tộc trưởng mỗi người đều là hâm mộ ghen ghét hận rõ ràng có thể được đến phương lão khích lệ thế nhưng mà bọn hắn cũng không có biện pháp ai gọi bọn hắn không có như thế kiệt xuất hậu đại lúc này thời điểm trên lôi đài nghe được bốn phía người xem tiếng hoan hô tầng một dương càng thêm đắc ý ngửa mặt lên trời thét dài có nghe hay không nghe thế loại tiếng hoang hô không có, nghe thế loại trợ giúp không có, Hạ Bình ngươi quả thực tựu là tội ác chồng chất A. Đem ngươi đánh tan ở chỗ này, căn bản chính là vạn chúng chờ mong, ngươi chính là như vậy nhân vật phản diện nhân vật. Mà ta tần một dương sẽ đem ngươi triệt để đánh tan, thành là anh hùng, vạn chúng chú mục, trèo lên đỉnh quán quân. Hắn kịch bản đều viết xong rồi, tại vô số thành thiên thủy người xem trước mặt, đem cái này Hạ Bình triệt để đánh tan, một cước giết chết, nhục nhã Hạ Bình tôn nghiêm, đem Hạ Bình đánh cho cùng một đầu chó chết giống như bày ra hắn tầng một dương vô địch võ đạo tu vi làm cho cả thành thiên thủy người cũng biết quan trọng nhất là lại để cho nam cung vũ biết rõ đến tột cùng là dạng gì nam nhân mới xứng với nàng cái dạng gì nam nhân mới có tư cách đứng tại bên người nàng muốn đánh bại ta ngươi được có bổn sự này mới được hạ bình nhàn nhạt nhìn xem tầng một dương bất vi sở động vẫn là một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng trang còn ở nơi này trang nhìn thấy hạ bình vẫn là bộ dạng này lạnh nhạt bộ dạng Tần một dương lập tức giận tím mặt, cho rằng tiểu tử này đến lúc này còn ở nơi này trang bức, làm bộ trấn định, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng căm tức. Bất quá hắn cũng biết, có người chính là như vậy, chưa thấy quan tài không rơi lệ, mà cái này Hạ Bình cũng là loại người này. Hạ Bình, ngươi cũng đã biết, cái gì là võ giả cảnh. Tần một dương ngửa mặt lên trời thét dài, sắc mặt dữ tợn, quán thông huyệt bách hội, chân khí phóng ra ngoài, bách bộ thần quyền, chân khí vô cùng hùng hậu, thực lực luận võ đồ cảnh cường hoành không chỉ gấp 10 lần đây cũng là võ giả cảnh, có được xa xa bao trùm tại võ đồ cảnh phía trên thực lực. Giống như ngươi vậy võ đồ cảnh cửu trọng thiên phế vật, ta bây giờ có thể đánh 100 cái. Hắn duỗi ra một đầu ngón tay, cắt cao chầm chầm vào hạ bình, cười lạnh liên tục, ngươi nói muốn đánh bại ngươi, còn phải có bản lĩnh. Hay nói giỡn, võ giả cảnh cường giả không có bổn sự, chẳng lẽ võ đồ cảnh kẻ yếu tựu có bản lĩnh. Trung thực nói cho ngươi biết, hiện tại ta đánh bại ngươi một đầu ngón tay là đủ rồi một cái hô hấp ta có thể đem ngươi đánh cho cùng một đầu chó chết giống như, thân thể không thể động đậy biết không? Cứ như vậy, ngươi còn dám ở trước mặt ta làm bộ trấn định, ở chỗ này trang bức, ngươi quả thực là không biết sống chết. ầm một tiếng, vừa dứt lời, trọng tài lập tức gõ vang trận đấu tiếng chuông, tuyên bố trận đấu bắt đầu. Cho ta chết. Trong nháy mắt, tầng một dương động, hắn trăng bản nhịn không được hạ bình một giây thời gian, nhìn thấy tên hỗn đảng này sắc mặt, hắn tự muốn lập tức đánh bẹp, đập dẹp, đánh thành một đầu chó chết ngũ tuyệt sát thần thủ áo nghĩa, lăng trì thiên hạ. Một chưởng đánh tới, chân khí phóng ra ngoài, thình lình khí kình chấn động, hóa thành vô số lưỡi đao, cắt không khí, tập kích mà đến, toàn bộ lôi đài tự hồ cũng cũng bị khí này kình xé nát thành hai nửa. Rất nhiều người xem đều là hoảng sợ, đây cũng là võ giả cảnh cường hoành thực lực, một khi chân khí phóng ra ngoài, liền có thể liệt thạch phân kim, cách không có thể đuổi giết địch nhân, lực công kích cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại xem xét, quả nhiên là như thế nếu như võ đồ cảnh cửu trọng thiên cường giả trúng rồi một chữ này đoán chừng thân thể đều chia năm xẻ bảy dù cho cứu giúp kịp thời cũng sẽ đáy lòng trọng thương thân thể cắt đứt tựa như lăng trì xử tử tối thiểu trị liệu một năm mới có thể khôi phục quanh cũng không xuất rất nhiều người xem đoán trước bên ngoài đối mặt một chữ này hạ bình tự hồ liền phản ứng thời gian đều không có bàn tay cứ như vậy rắn rắn chắc chắc quanh tại trên lồng ngực lúc này toàn bộ lôi đài truyền đến một hồi khủng bố khí bạo khí kình chấn động nhấc lên cuồng cát phô thiên cái địa, bụi mù cuồn cuộn, lôi đài mặt đất càng là xuất hiện từng đạo cực lớn vết rách. Bên cạnh trọng tài chấn động, muốn lập tức xông đi lên cứu viện trận đấu tuyển thủ, đem Hạ Bình kéo ra ngoài cấp cứu, nhưng là không đợi hắn động thủ, tự chứng kiến Hạ Bình vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại trên lôi đài, cứ như vậy nhìn xem tầng một dương. Không có khả năng đấy. Tầng một dương khó có thể tin, trừng to mắt chầm chầm vào Hạ Bình, trúng rồi của ta ngủ tuyệt sát thần thủ, võ giả cảnh nhất trọng thiên một kích toàn lực, vì cái gì ngươi còn không ngã xuống vì cái gì không thay đổi thành một đầu chó chết không đúng tình huống hoàn toàn không đúng kịch vốn không phải như vậy ghi đấy nhìn thấy hạ bình y nguyên bình yên vô sự bộ dạng hắn căn bản không cách nào tiếp nhận như vậy sự thật chỉ bằng lực lượng như vậy cũng muốn đánh bại ta hạ bình nhàn nhạt nhìn xem tầng một dương nói ta cũng đã sớm nói ngươi còn chưa đủ tư cách dù cho tấn thăng đến võ giả cảnh nhất trọng thiên ngươi cũng còn hoàn toàn không đủ tư cách muốn đánh bại ta lại để cho cha ngươi tới a à. hắn khí định thần nhàn vận chuyển bắc minh hộ thể công đã sớm dựng ở thế bất bại muốn đánh tan phòng ngự của hắn tối thiểu đều được võ giả cảnh nhị trọng thiên mới có như vậy tư cách ta không tin ta không tin a à. tầng một dương gào thét một tiếng sắc mặt dữ tợn đạo tâm đều hỏng mất điên cuồng thi triển xuất ngũ tuyệt sát thần thủ vô số bàn tay oanh kích tại hạ bình trên thân thể bộc phát ra chấn động thanh âm như là lôi đình nổ vang trống trận chấn động nhưng là dù cho oanh ra rồi mấy mươi chưởng hạ bình y nguyên không chút sức mẻ đừng nói là ngã xuống thậm chí liền lui về phía sau một bước đều không có đáng giận cho ta té cho ta ngược lại a à, lập tức cho ta ngược lại a à. tầng một dương điên cùng hô to đều điên rồi tranh thủ thời gian cho ta biến thành một đầu chó chết cho ta biến thành chó chết phiền chết rồi cút cho ta hạ bình có chút không kiên nhẫn được nữa nhô lên cao một chưởng chụp được mấy vạn cân sức lực lớn một phát thoáng cái phát tại tầng một dương trên lồng ngực Quanh. Tần Mộc Dương cũng không có ngờ tới Hạ Bình sẽ bỗng nhiên xuất thủ, thoáng cái bị đánh trúng, vội vàng không kịp chuẩn bị, mấy vạn cân sức lực lớn bộc phát, tựa như nổ nát xông tới giống như, bạo tạc nổ tung xuất khủng bố lực lượng. Răng rắc răng rắc vài tiếng, cho dù hắn là võ giả cảnh cường giả, nhưng là cũng không phải vô địch, đã bị đáng sợ như vậy xông tới lực, lồng ngực xương sườn đều gãy đi mười mấy cây. Thậm chí bộ ngực của hắn còn xuất hiện một cái rõ ràng có thể thấy được màu đỏ trưởng ấn. A. À. Tần Mục Dương kêu thảm một tiếng thân thể bay rớt ra ngoài, hung hăng nện trên mặt đất, trượt rồi hơn 10 thước, mới vừa tới đến bên bờ lôi đài, còn kém một bước mới té xuống. PHOC thoáng một phát, hắn khó thở công tâm, nhịn không được nhổ ra một nguồn máu tươi. Nhận thua sao? Hạ Bình đi vào tầng một dương trước mặt, trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn xem hắn, lạnh lùng vô tình. Nhận thua. Ta đường đường tầng gia đệ tử, chính là thành thiên thủy đệ nhất trung học đệ nhất cao thủ tầng một dương, sẽ hướng ngươi nhận thua. Ngươi đang nằm mơ đang nằm mơ biết không? Tần một dương nổ quát một tiếng. Hắn cảm thấy nội tâm của mình giống như bị vô số con kiến cắn xé tựa như, thật sự là mất mặt tới cực điểm, rõ ràng là chính mình muốn tiểu tử này trở thành chó chết đồng dạng đến đánh. Nhưng là hiện tại chính mình lại bị hỗn đảng này đánh thành một đầu chó chết, gần kề một quyền, tự phế đi hắn toàn thân sức chiến đấu, như vậy sỉ nhục hắn căn bản là chịu không được. Tại trận đấu trước khi bắt đầu, hắn đều không nghĩ tới việc này, chính mình đường đường võ giả cảnh cường giả rõ ràng không phải hỗn đảng này hạ bình đối thủ, một quyền tự phế đi chính mình, điều này sao có thể? Không nhận thua ngươi lại có thể thế nào? Hạ bình nhàn nhạt nhìn xem tầng một dương, cứ như vậy nhìn xem, chỉ là một chiêu ngươi tự phế đi, chỉ bằng ngươi bây giờ, còn có thể tiếp được mấy chiêu. Muốn cậy mạnh, cũng phải xem tình thế. Tuy nhiên trước ngươi là đệ nhất trung học đệ nhất cao thủ, nhưng là cũng chỉ là trước đó. Hôm nay qua đi, ngươi cũng không phải là rồi, muốn tiếp nhận sự thật biết không? nghe nói như thế, Tần Mục Dương quả thực là tức giận đến bạo tạc nổ tung, cả giận nói: Ta tiếp nhận ngươi vẽ mặt, chỉ bằng ngươi cái này Tam Lưu trường học đi ra rác rưởi, cũng muốn thay thế ta trở thành đệ nhất cao thủ, ý đồ đem ta đánh bại. Nói đùa gì vậy, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này, tuyệt đối sẽ không. Quanh thoáng một phát, hắn cố nén thân thể đau đớn, toàn bộ người tốt như lò xo giống như, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, lập tức nhảy dựng lên, siết chặt nắm đấm, hướng phía Hạ Bình một quyền oanh khứ dù cho hao hết cuối cùng khí lực, hắn cũng muốn đem cái này hung hăng càng quấy hỗn đảng đã đảo, cản vệ danh dự của mình. Ngu xuẩn. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn tầng một dương, vẻn vẹn xuất thủ, tự là một trưởng, rắn rắn chắc chắc phát tại khuôn mặt của hắn ở trên, thoáng cái liền đem hắn toàn bộ đập bay. A. À. Tầng một dương phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, mấy khỏa răng cửa hỗn tạp lấy máu tươi cứ như vậy bay ra, cả người giống như con quay tựa như trên không trung xoay tròn tầm vài vòng. Phịch một tiếng, sau đó hắn từ không trung trụy lạc hung hăng nện ở ngoài lôi đài mặt nện đến thất điên bát đảo liền trên người xương cốt đều ngã gãy đi năm sáu căn thê thảm vô cùng ta đánh bại ngươi còn cần ngươi tầng một dương thừa nhận ngươi có chút quá cuồng vọng rồi hạ bình đứng tại trên lôi đài trên cao nhìn xuống cứ như vậy nhìn xem té trên mặt đất ít có thế nhúc nhích tầng một dương nhớ kỹ về sau làm người ít xuất hiện điểm không nên hơi một tí tự lấy để nhất cao thủ tự xưng nghe nói như thế Tần một dương trực tiếp tức dẫn đến thổ huyết phổi đều nổ tên hỗn đảng này thắng rõ ràng còn ở nơi này châm chọc chính mình lại để cho chính mình làm người ít xuất hiện điểm muốn hắn đường đường đệ nhất trung học đệ nhất cao thủ bách chiến bách thắng cho tới bây giờ đều chỉ là tự nhiên mình đối với bại tướng dưới tay nói loại lời này ở đâu bị người nói như vậy qua loại lời này cái này căn bản là hướng phía khuôn mặt của mình rút rồi mười mấy bàn tay khuôn mặt đều rút sưng lên ba thoáng một phát tầng một dương miệng sùi bọc mép cổ nghiêng một cái khí huyết dâng lên, tại chỗ tự khí ngất đi. Tần Mộc Dương té xuống lôi đài, Hạ Bình chiến thắng. Trọng tài thấy thế, lập tức tự tuyên bố rồi trận đấu kết quả, hắn ánh mắt vô cùng khiếp sợ nhìn xem Hạ Bình, rõ ràng giơ tay nhất chân liền đánh bại có được võ giả cảnh thực lực Tần một Dương, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Không thể nào, Hạ Bình cái kia khốn nạn thắng. Tần một Dương có thế là võ giả cảnh cường giả, nhưng hắn là võ giả cảnh A, nói đùa gì vậy? Cái này vui đùa lớn rồi, thấy thế nào tầng một dương đều khó có khả năng thất bại đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhìn thấy trận đấu kết quả xuất hiện phần đông người xem đều là mộng rồi trận mắt há hốc mồm bọn hắn đều không thể tin trước mắt mình chứng kiến sự thật đường đường võ giả cảnh cường giả tầng một dương rõ ràng thua nhưng lại không phải một chiêu chi trên lệch thua trận mà là bị người đánh tàn bạo trực tiếp đánh tan không hề có lực hoàn thủ có người bái kiến việc này sao có người hay không bái kiến việc này đường đường võ giả cảnh cường giả rõ ràng đánh bất bại võ đồ cảnh cường giả ngược lại bị đánh giống như chó chết giống như không hề có lực hoàn thủ một cái người xem kêu to căn bản không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực bởi vì loại này tràn cảnh thật sự là phá vỡ rồi tưởng tượng của mọi người bình thường mà nói võ giả cảnh cùng võ đồ cảnh kém thật lớn muốn chiến thắng căn bản tựu không khả năng bình thường mà nói hẳn là hạ bình bị đánh tàn bạo đánh cho cùng chó chết nhưng là tình huống hoàn toàn trái lại rồi Loại này chiến đấu tại vô số người xem không coi vào đâu phát sinh, tại cao thanh Cameras hạ phát sinh, muốn lừa gạt. Căn bản tự không khả năng. Ôi trời ơi, cái này hạ bình nghịch thiên, quả nhiên là nghịch thiên. Bằng vào võ đồ cửu trọng thiên thực lực rõ ràng đem võ giả cảnh tầng một dương đánh cho cùng chó chết giống như, đây quả thực là không thể tưởng tượng, không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta căn bản sẽ không tin tưởng. Cái này vô sĩ hạ bình như thế nào sẽ cường đại như thế? Ta không tin, phải hay là không cho tầng một dương hạ dược rồi, bằng không chênh lệch như thế nào sẽ lớn như vậy. Đó là không hề có lực hoàng thủ A. Làm sao dám hạ dược? Tần một dương thế nhưng mà tần gia đệ tử, ai dám cho hắn hạ dược, ai có thể cho hắn hạ dược, không hề nghi ngờ đây cũng là trên thực lực chênh lệch, căn bản không cách nào đền bù. Mặc dù nói cái này tần một dương 18 tuổi liền tấn thăng đến võ giả cảnh, cái này cũng đã là 10 năm khó gặp thiên tài, nhưng là cái này hạ bình chuyện gì xảy ra? Chỉ là võ đồ cửu trọng thiên, là được đánh tan võ giả cảnh cường giả, cái này là yêu nghiệt sao tần một dương thật sự là quá thảm rồi tấn thăng đến võ giả cảnh cho rằng nắm vững thắng lợi đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tại vạn chúng chú một phía dưới muốn đánh tan hạ bình báo một mũi tên chi thù nhưng ai có thể nghĩ đến trái lại chính mình bị đánh được cực thảm còn có so cái này càng thêm thống khổ sự sao đoán chừng cái này đều trở thành tâm lý oán hận rồi phần đông người xem đều là cảm khái khiếp sợ liên tục đây là truyền kỳ một trận chiến Thành thiên thủy trăm niên lịch sử chính giữa cho tới bây giờ không có đã xuất hiện việc này, cái này còn là lần đầu tiên. Tại khóa trước trận đấu trong đó, cũng có một ít thiên tài tấn thăng đến võ giả cảnh, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không người có thế địch, nhẹ nhõm đoạt được một lần kia quán quân, trở thành truyền kỳ. Có thế lại chưa từng có võ đồ cảnh cửu trọng thiên cường giả nhẹ nhõm đánh bại võ giả cảnh cường giả, do đó như vậy đạt được thứ nhất đấy. Nếu như đây không phải truyền kỳ, cái gì kia mới là truyền kỳ? Rõ ràng đánh bại võ giả cảnh nhất trọng thiên tầng một dương, quá mạnh mẽ. Giang Nhã Như cũng nhìn được một màn này, cũng bị chấn động được cơ hồ nói không ra lời. Trước kia nàng cho rằng hạ bình nhất định phải thua, dù sao muốn chiến thắng võ giả cảnh cường giả, đó căn bản không có khả năng. Nhưng là hiện tại tầng một dương lại bị hạ bình đánh cho cùng một đầu chó chết giống như, loại này tràn cảnh nàng quả thực không cách nào tưởng tượng. Vốn cần chính mình chiếu cố thanh mai trước mã, nhưng bây giờ trưởng thành là vượt xa chính mình cường giả đứng ở toàn bộ thành thiên thủy trường cấp 3 đỉnh phong, sang bằng các đại trường cao đẳng, không người có thế địch. Đáng giận, như thế nào sẽ mạnh như vậy? Sở dung nắm chặt nắm đấm, rất là không cam lòng, tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, chỉ sợ mình đời này cũng không cách nào đánh bại cái này đáng giận nam nhân, báo trước kia một mũi tên chi thù. Bất quá nàng cũng không có đánh mất tin tưởng, đợi một thời gian nàng cũng nhất định sẽ tấn chức võ giả cảnh, lại cùng hỗn đảng này tranh phong. Rõ ràng chiến thắng tầng một dương, đã lấy được trận đấu quán quân, cái này bó tay rồi. Chủ nhiệm lớp thu tuyết cũng là có chút điểm ngạc nhiên, nàng cũng có chút mở rộng tầm mắt hương vị. Dựa theo nàng võ đạo cảnh giới, rõ ràng cũng nhìn không ra Hạ Bình đến tục cùng là sử dụng thủ đoạn gì chiến thắng đấy, hoàn toàn nhìn không ra Hạ Bình trên người có đủ cường hãn sức chiến đấu, che giấu sâu đậm. Nhưng là võ giả chính là như vậy, phải hay là không cường đại, đánh một hồi sẽ biết. Cái gì lý luận, cái gì người khác đánh giá, cái gì danh dự vân, vân, đợi một tí, một quyền xuống, liền biết được ai càng cường đại hơn, ai mới là cường giả, không có cái gì khác quanh co khúc khuỷu đồ vật. Có người không phục. Đi lên đánh một hồi là được. Mà Cao Hoàng, Dương Vĩ bọn người nhìn thấy một màn này, cũng là cái kêu rên, như cha mẹ chết. Phế vật A, cái kia tầng một vốn là phế vật. Đường đường võ giả cảnh cường giả rõ ràng đều đánh bại không được hỗn đảng này hạ bình, còn nói cái này tầng một dương là thiên tài, ta xem thuần túy tựu là củi mục, muốn hắn làm gì dùng hiện tại lại để cho cái này hạ bình đã lấy được quán quân cũng không biết về sau hắn ở trường học rất hiếm có sắc chúng ta chỉ sợ kế tiếp hai tháng đến cốt nghiệp trước kia đều được bao phủ hắn bóng mờ phía dưới đáng giận a à, cái thằng này phong lưu thành tính trước kia là tốt rồi sắc vô sĩ tán gái vô số hiện tại càng là đã có quán quân cái này tên tuổi cũng không biết muốn tai họa nhiều thiếu nữ sinh một đám người không cam lòng nghiến răng nghiến lợi nhìn xem trên lôi đài chiến thắng Hạ Bình. Bọn hắn mỗi người đều đối với tên hỗn đảng này đạt được quán quân không phục, muốn đi lên hành hung hỗn đảng này một chầu. Bất quá dương vĩ bọn người chỉ là không cam lòng, không cam lòng mà thôi, thế nhưng mà thành thiên thủy cá độ công ty cao tầng mỗi người đều là như trên mất cha mất mẹ, tâm tình của bọn hắn quả thực tựu là tuyệt vọng. Không thể nào, hỗn đảng này Hạ Bình thật đúng là thắng. Cái này vui đùa lớn rồi, tuyệt không buồn cười. Rất nhiều cao tầng đều là trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin xem TV thượng kết quả này, căn bản không cách nào tiếp nhận. Mà cá độ công ty tổng giám đốc càng là trực tiếp tê liệt tại trên mặt ghế, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Một khi Hạ Bình thắng được thắng lợi, bọn hắn nhưng chỉ có cần phải thường cho thường 400 triệu đồng liên bang, còn có mặt khác hạ tiền đặt cược người cũng phải bồi thường, bọn hắn lần này thô sơ giản lược đoán chừng tối thiểu được bồi 10 ức đồng liên bang. Ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác, chính là võ đồ cảnh làm sao có thể đã bại võ giả cảnh cá độ công ty tổng giám đốc phát điên nói hắn đến bây giờ mới thôi đều không thể tin được loại này sự thật đúng rồi ta được tranh thủ thời gian ngủ một giấc ngày mai bắt đầu có thể chứng kiến tầng một dương chiến thắng tin tức hắn thất kinh chỉ có thể nói như thế dối tự an ủi mình bên cạnh có cao tầng công nhân nhịn không được nói ra tổng giám đốc thanh tỉnh điểm a tầng một dương đích thật là thua tại trước mắt bao người thua căn bản không phải ảo giác cá độ công ty tổng giám đốc tuyệt vọng làm sao có thể không phải ảo giác hiện tại tên khốn kia hạ bình thắng, chúng ta có thể nói cần phải thường cho thường 400 triệu đồng liên bang A, trọn vẹn 400 triệu A, chúng ta một năm lợi nhuận cũng cứ như vậy nhiều. Hắn phát điên, tức giận đến phổi đều thiếu chút nữa bạo tạc nổ tung. Mặt khác cao tầng công nhân vô cùng biệt khuất, thua trận mấy cái ức, tuổi của bọn hắn cuối cùng thưởng sẽ không có, nói không chừng còn phải giảm biên chế. Nhưng là bọn hắn muốn trốn nợ cũng là không thể nào đấy, tại luật pháp liên bang phía dưới nhâm người phương nào muốn trốn nợ đều được đưa vào đi ngục giam, thậm chí là chấp hành tử hình không ai dám khiêu khích lạnh như vậy khóc vô tình pháp luật không có biện pháp bọn hắn chỉ có thể là bồi thường lần sau tên khốn kia muốn đánh cuộc đánh tuyệt đối với không thể tiếp nhận hắn tiền đặt cược cá độ công ty tổng giám đốc hung dữ nói hắn hiện tại chỉ có thể là làm ra loại này yếu ớt chống cự hành thiên thủy sân vận động phòng khách quý một đám đại lão cũng là thấy được một màn này cũng là trợn mắt há hốc mồm bọn hắn coi như là kiến thức rộng rãi rồi nhưng là chưa từng lường trước đến sẽ xuất hiện như vậy hình ảnh. Vốn không đâu địch nổi, đạt được quán quân đó là nắm chắc tầng một dương rõ ràng thua, hơn nữa còn là thua thảm như vậy, quả thực tựu là vô cùng thê thảm, song phương chiến lực trên lệch quá lớn. Mà ngồi tại trên mặt ghế áo trắng lão giả nhìn thấy hạ bình chiến thắng, con mắt cũng không khỏi lộ ra một tia tinh quang, tự hồ cảm thấy được rồi cái gì, đồng tử ở trong chỗ sâu lộ ra một tia kích động. Nhưng là hắn hay là nhìn xuống, mở miệng nói, cái này hạ bình, để cho, đợi chút nữa trao giải điển lễ sau khi chấm dứt, ta muốn nếp thân trông thấy hắn. Cái gì? Rất nhiều đại lão đều là rung động, bọn hắn mỗi người ngạc nhiên, phương lão lại để cho gặp tiểu tử, chẳng lẽ là coi trọng thằng này tiềm lực, muốn tuyển nhận đi vào sao? Bất quá ngẫm lại cũng thế, dù cho tần một dương rất cường đại, 18 tuổi tự tấn thăng đến võ giả cảnh, là 10 năm khó gặp thiên tài, Hạ Bình không có xuất hiện trước kia, hắn tự là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Nhưng là tần một dương thua, bại bởi một cái võ đồ cửu trọng thiên hạ bình, hơn nữa còn là thua cực thảm cái chủng loại kia. Cả hai một đôi so, đã biết hiểu cái nào càng thêm có tiềm lực, nếu như nói tầng một dương là 10 năm khó gặp thiên tài, như vậy cái này hạ bình đoán chừng tựu là tuyệt thế yêu nghiệt rồi. Có đôi khi sợ nhất đúng là so sánh, rất đồ đạt vừa so sánh với tựu không đáng giá. Đáng giận. Thị trưởng tầng phi rất không cam lòng, nếu như không có hạ bình xuất hiện lời mà nói, con mình nói không chừng cũng sẽ bị phương lão coi trọng, nhưng bây giờ là bị cái này đáng giận Hạ Bình cướp đi cơ hội này thử hỏi hắn như thế nào cam tâm nhưng là hắn cũng không dám nói gì liền oán hận cũng không dám có bởi vì một khi cái này Hạ Bình bị Phương Lão mời gia nhập Phương Lão chỗ võ đạo tổ chức chỉ sợ đến lúc đó cái này Hạ Bình sẽ nhất phi trùng thiên hắn như vậy thành thiên thủy thị trưởng cũng chỉ có thể nhìn lên thậm chí là khúng núng tiểu tử này là phát một bước lên trời đây là một bước lên trời a à. cái gọi là cá chết hóa đồng nói đúng là việc này a à một đám thành thiên thủy cao tầng đại lão đều là hâm mộ ghen ghét hận nhìn xem trên màn ảnh hạ bình không hề nghi ngờ mặc kệ cái này hạ bình trước kia là cái gì tiểu nhân vật nhưng là một khi bị phương lão vừa ý về sau đều là bọn hắn đắc tội không nổi người bất quá bọn hắn cũng thừa nhận dù cho phương lão không thấy thượng cái này hạ bình đoán chừng cũng sẽ có cái khác cường đại võ đạo tổ chức sẽ vừa ý dù sao chỉ là võ đồ cảnh liền có thể đánh bại võ giả cảnh chỉ cần là phần này vượt cấp khiêu chiến tư chất cũng đủ để lại để cho vô số tổ chức tâm động phía sau tiếp trước tới mời. Người như vậy là trên chính tầng trời thần long, há lại có thể chèn ép hay sao? Lúc này, trong nhà, phụ thân Hạ Xuyên Lưu cùng mẫu thân Hoàng Lan Hân cũng nhìn thấy Hạ Bình chiến thắng một màn kia, kinh hỉ được cơ hồ từ trên ghế salon nhảy dựng lên, hưng phấn tới cực điểm. Ha ha, thắng, con của ta thắng. Hạ Xuyên Lưu dương dương đắc ý, không nghĩ tới con của ta rõ ràng có thể được đến trường cấp 3 cách đấu đại tái quán quân. Cái này ta ngược lại là còn xem xem ai còn có thế xem thường ta hạ xuyên lưu. Tuy nhiên ta không được, nhưng là con của ta được a. À. Hoàng Lan Hân cũng là cao hứng tới cực điểm, đã có tiền đồ, nhi tử thật sự là đã có tiền đồ. Nàng thế nhưng mà biết rõ cái này trường cấp 3 cách đấu đại tái hàm kim lượng rất cao, mỗi một lần quán quân đều tất nhiên thi toàn quốc thượng viêm hoàng đại học. Không hề nghi ngờ, con trai của nàng về sau tất nhiên sẽ tiền đồ vô lượng. Đúng rồi, phải gọi điện thoại thông tri thoáng một phát thân thích bằng hữu mới được, có cái gì cao hứng sự mọi người cùng nhau đến chia sẻ nha bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Hạ Xuyên lưu lộ ra gian trá dáng tươi cười. Hoàng Lan Hân vẻ mặt im lặng, ở nơi này là muốn chia hưởng, rõ ràng tựu là muốn khoe khoang. Bất quá nhân sinh đắc ý sự tình bản thân tựu không nhiều lắm, khoe khoang thì như thế nào, đắc ý thì như thế nào, chính mình cao hứng mới là tốt nhất, chẳng muốn quản những người khác là nghĩ như thế nào. Chim cánh cục lưới mạnh phi biên tập đã ở thời thời khắc khắc chú ý Hạ Bình Sự, dù sao đây chính là bọn hắn trang web gần đây mới xuất hiện một cái đại thần cấp gia, gần đây còn ý định đẩy ra kịch truyền hình hắn làm sao có thể không chú ý không thể nào hắc tâm lan lão sư thật lợi hại không chỉ rất cao minh liền võ đạo tu vi cũng là như thế kinh người tiền đồ vô lượng a mạnh phi chú ý đến hạ bình chiến thắng tin tức cũng là cảm khái liên tục cái này là cái gọi là văn võ song toàn a tích một tiếng một cái video thông tin yêu cầu liền nhận lấy là đạo diễn vương đại chù y mới vừa vặn chuyển được mạnh phi liền lập tức nghe được vương đại chù y truyền đến lớn giọng thanh âm kêu la nói, Mạnh Phi, ngươi biết sao? Hạ Bình rõ ràng đã lấy được thành thiên thủy trường cấp 3 cách đấu đại tái quán quân, rõ ràng đã nhận được quán quân, ôi trời ơi, đây là muốn nghịch thiên. Hắn hưng phấn tới cực điểm. Ngươi vài ngày không có liên hệ ta, hiện tại bỗng nhiên tầm đó liên hệ, không phải là vì cùng ta nói chuyện này a? À. Mạnh Phi đã sớm tin tưởng chính mình người bằng hữu tính cách, cũng không cùng hắn quanh co lòng vòng. Vương Đại Chù Y cười hắc hắc nói, hay là Mạnh Phi ngươi hiểu được ta? 10 tụ tập kịch truyền hình đã quay chụp hoàn thành, còn có mấy ngày thời gian có thể chế tác hoàn tất, rất nhanh muốn thượng video trang web rồi. Nói đến đây, tâm tình của hắn không khỏi khẩn trương lên, dù sao đây chính là hắn xoay người chi làm, không cho có mất, nếu lần thất bại này lời mà nói, tự không có lần sau cơ hội. Ngươi đến liên hệ ta, là vì tuyên truyền. Mạnh Phi lập tức biết được chính mình người bằng hữu nghĩ cách. Vương Đại Chủ Y cười hắc hắc nói, đúng vậy, chính là vì tuyên truyền, hơn nữa lần này ta ăn mặc tiết kiệm, 500 vạn chế tác phí vẫn còn dư lại 100 vạn, chính dễ dàng lấy ra tuyên truyền. Mạnh Phi khóe miệng co quắp rồi rút, mỗi một tụ tập kịch truyền hình 50 vạn chế tác phí coi như là keo kiệt rồi, nhưng là mập mạp này rõ ràng còn có thế tiết kiệm 100 vạn, đây rốt cuộc nhiều lắm keo kiệt mới được, cũng không biết nghiền ép rồi bao nhiêu công nhân tiền mồ hôi nước mắt. Bất quá hắn cũng mặc kệ sẽ đối phương là làm sao làm được, trực tiếp hỏi, nói đi, ngươi muốn như thế nào tuyên truyền. Hắc hắc, cái này bộ kịch truyền hình lớn nhất mánh lưới dĩ nhiên là là Tân Duệ tác giả Hắc Tâm Lan, đoán chừng hiện tại trên Internet rất nhiều người đều hiếu kỳ thân phận của hắn A, hơn nữa lần này hắn còn đã lấy được thành thiên thủy trường cấp 3 cách đấu đại tái quán quân. Vương Đại Chù Y con mắt đều phát sáng lên, một học sinh trung học, cách đấu đại tái quán quân, phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh khá giỏi, lại là một bộ giác quan tác giả, nói ra cũng không biết rung động bao nhiêu người ánh mắt. Không hề nghi ngờ, tin tức này truyền lại đi ra ngoài, nhất định sẽ rung động toàn bộ mạng lưới Internet hắn tin tưởng tràn đầy, dù sao hắn đối với lăng xê chuyện này đã sớm là lão luyện rồi. Mạnh Phi vẻ mặt im lặng, nhìn xem vương đại chú y, chuyện này muốn hay không hỏi thoáng một phát hắc tâm Lan lão sư. Có lẽ hắn không muốn đem thân phận của mình tiết lộ ra ngoài. Yên tâm, hắn nhất định sẽ đáp ứng đấy. Vương đại chú y chẳng hề để ý, dù sao nhưng hắn là đầu tư rồi 500 vạn đồng liên bang. Đoán chừng hắn cũng sẽ không nguyện ý chính mình kịch truyền hình mất cả chì lẫn chài A, tóm lại chuyện này giao cho ta là được rồi, cam đoan thỏa thỏa đấy ba thoáng một phát, nói xong hắn liền treo rồi video thông tin. Mạnh Phi nhưng lại khóe miệng co quắp rồi rút, thập phần bất đắc dĩ, hắn cảm giác, cảm thấy mập mạp chết bầm này làm việc không thế nào ổn thỏa, cũng không biết về sau sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái đến. Bất quá hắn hiện tại cũng không có chút nào biện pháp. Lúc này, Chu gia biệt thự phòng khách, TV chính mở ra, Chu Toàn gắt gao chầm chầm vào trên TV Hạ Bình, con mắt lộ ra vô cùng vẻ âm trầm, lưu nhưng lại lộ ra nếu không sát ý. Mà lúc này, sau lưng của hắn đứng đấy bốn năm cái hắc y nhân. Lão đại, dựa theo ngươi phân phó, chúng ta đi đã điều tra thoáng một phát cái này hạ bình. Một cái hắc y nhân lập tức nói, hoàn toàn chính xác, cái này hạ bình thập phần cổ quái, rõ ràng hai tháng trước kia, tiểu tử này còn chỉ là võ đồ tam trọng thiên, nhưng là hiện tại rõ ràng tấn thăng đến rồi võ đồ cửu trọng thiên, loại tình huống này quá mức quá dị, tốc độ tiến bộ quá mức kinh người. Nếu như không phải hắn đã ẩn tàng tu vi của mình, tự là đã lấy được kinh thiên kỳ gặp hắn sắc mặt thập phần ngưng trọng. Hơn nữa trước kia ta cũng đã điều tra thoáng một phát, hắn đã từng cùng Chu Thái An ở trường học phát sinh qua mâu thuẫn, tự là tiểu tử này một quyền đem Chu Thái An đưa vào đi bệnh viện, đánh cho vô cùng thê thảm. Một cái khác hắc y nhân cũng mở miệng nói, bởi vì chuyện này, lão đại đệ đệ Chu Đỉnh tự hồ tức giận rồi, còn đã từng ra tay độc ác, điều động mấy cái tinh nhuệ thủ hạ đi đối phó Hạ Bình một nhà. Tuy nhiên thành công đem mẫu thân của Hạ Bình đưa vào đi bệnh viện, nhưng là cái kia một cái lái xe đụng người hung thủ lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi giống như triệt để biến mất trên thế giới này tựa như căn bản tìm không thấy dấu vết nào thậm chí cũng có mấy cái tinh nhuệ thủ hạ đi đối phó hạ bình nhưng là cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mà vào lúc ban đêm căn biệt thự này tự phát sinh bạo tạc nổ tung chu thái an cùng chu đỉnh cũng bị tại chỗ nổ chết cái này chính giữa có rất nhiều điểm đáng ngờ đáng giá chúng ta đi nghiên cứu thảo luận nghe nói như thế chu toàn con mắt lộ ra một tia hàng mang các ngươi là nói, đệ đệ của ta còn có ta đệ đệ nhi tử chết rất có thể tựu là tiểu tử này làm. Chưa chắc là tiểu tử này làm, nhưng là tuyệt đối với trốn thoát không được quan hệ, dù sao sự tình ở đâu có thế trùng hợp như vậy, vừa mới phái đi đi đối phó hạ bình một nhà, nhưng là chu đỉnh một nhà lại bỗng nhiên chết rồi, hoàn toàn không có dấu hiệu. Một cái hắc y nhân cười lạnh nói, đoán chừng tiểu tử này đã bái cái nào đó cường giả vi sư phó, đã nhận được vị kia cường giả với tư cách hậu trường, cho nên mời động vị kia cường giả xuất thủ tự diệt đi chu đỉnh bọn người. Lão đại, nếu như tiểu tử này có hậu trường lời mà nói, sợ là chúng ta không thể vọng động. Một cái khác hắc y nhân cảnh giác nói ra, có thể vô thanh vô tức diệt sát chu đỉnh bọn người, lại để cho cảnh sát đều tìm không ra dấu vết để lại, năng lực như vậy quá mức đáng sợ. Không thể vọng động. Giết đệ đệ của ta, ngươi theo ta nói không thể động. Chu toàn nộ quát một tiếng, ta mặc kệ sau lưng của hắn đứng đấy đến tột cùng là người nào, dám giết đệ tử ta, ta cùng với hắn liều mạng mấy người các ngươi cho ta chầm chầm vào hạ bình một nhà. Một khi tìm được tiểu tử này có cái gì không ổn, tự tiêu diệt hắn, không cần lưu tình, ta cũng sẽ đích thân xuất thủ. Trên người hắn tuôn ra lạnh thấu xương sát ý. Lúc này, trên lôi đài. Ân. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hệ thống truyền đến tích tích tiếng nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, hấp dẫn đại lượng cừu hận, hiện tại đã tích lũy đạt được 10 vạn oán hận, hệ thống quyền hạn tăng lên, quyền hạn đạt được tăng lên. Quyền hạn tăng lên đây là ý gì? Hạ Bình dò hỏi, rất là hiếu kỳ, hắn mặc dù đối với mình đã đạt được 10 vạn oán hận cảm thấy rất là cao hứng, nhưng là càng thêm hiếu kỳ cái này hệ thống quyền hạn. Hệ thống hồi đáp, mỗi một lần quyền hạn tăng lên, đều có thể giải khóa hệ thống càng thêm công năng, ký chủ đã tích lũy đạt được 10 vạn oán hận, gây ra rồi hệ thống quyền hạn tăng lên điều kiện. Lần sau muốn tăng lên quyền hạn, phải tích lũy đạt được trăm vạn oán hận. Có chút ý tứ, lần này quyền hạn tăng lên có cái gì công năng? Hạ Bình muốn biết điểm này. Hệ thống nói, quyền hạn tăng lên về sau, ký chủ có thể theo dõi từng đối với ký chủ sinh ra cừu hận địch nhân, thậm chí còn lên giá phí oán hận, là được biết được địch nhân cơ bản tin tức, cùng với vị trí cụ thể. Cái gì? Hạ Bình tự là cả kinh, lập tức đại hỷ, cái này quyền hạn đối với chính mình thế nhưng mà có lợi thật lớn, trước kia dù cho biết có người đối với chính mình sinh ra sát ý, nhưng lại không cách nào biết được là người nào. Tự tính toán có người muốn báo thù chính mình, hắn cũng tìm không thấy địch nhân chỉ có chờ đối phương động thủ mới biết được nhưng là đã có cái này quyền hạn về sau như lần trước chu thái an các loại sự tình tự tuyệt đối sẽ không phát sinh hắn hoàn toàn có thể đề phòng tại chưa xảy ra đem địch nhân triệt để đuổi giết ký chủ vừa rồi có người đối với ký chủ sinh ra mãnh liệt sát ý phải chăng tốn hao oán hận hiểu rõ hệ thống kim loại y hệt thanh âm truyền ra cần một ngàn oán hận mãnh liệt sát ý đến tục cùng là người nào hạ bình ánh mắt lóe lên hắn bản năng cảm thấy có một ít bất an, lập tức nói, lập tức tốn hao. Dù sao một ngàn oán hận đối với hắn mà nói, cũng không phải rất nhiều. Đúng vậy, ký chủ. Hệ thống nói. Quanh một tiếng, bỗng nhiên tầm đó, hệ thống lập tức truyền đến một cổ dòng nước ấm, lúc này Hạ Bình trong đầu tự xuất hiện nguyên một đám rõ ràng hình ảnh, thình lình tự là ở phía xa biệt thự phòng khách, chu toàn đối với hắn sinh ra sát ý một màn kia. Cái này hình ảnh, tự là hệ thống bắt đến địch nhân sinh ra sát ý một cái nháy mắt, tuy nhiên thời gian rất ngắn nhưng là cũng đủ để hiểu rõ đến đối phương trên người đại bộ phận tin tức chu thái an đại bá chu đỉnh đại ca chu toàn hắn đã tìm được một tia dấu vết để lại muốn tìm ta báo thù hạ bình nhịn không được siết chặt nắm đấm đôi mắt để lộ ra đáng sợ sát ý hắn tin cường nhớ rõ lần trước mẫu thân mình bị người lái xe tiến đụng vào bệnh viện một màn kia chuyện như vậy hắn tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh lần nữa bất kể là ai muốn đối với người nhà mình động thủ đều phải trả giá thật nhiều Ký chủ, địch nhân có võ giả cảnh nhất trọng thiên thực lực, vây cánh phần đông, đẳng cấp nguy hiểm. Hệ thống nói, Chu Toàn phải chết. Dù cho chỉ là chứng kiến cái kia hình ảnh một cái nháy mắt, Hạ Bình cũng hiểu biết Chu Toàn là cực kỳ nguy hiểm hắc đạo nhân vật, quả thực tựu là độc xà, tâm ngoan thủ lạc, so Chu Đỉnh còn tàn nhẫn. Cùng đen như vậy đạo nhân vật căn bản không có đạo lý có thế giảng, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không cùng ngươi nói cái gì đạo lý, duy nhất phương pháp tựu là giết, giết đến đối phương sợ, trảm thảo trừ căng, mới có thể chấm dứt đợi trao giải điển lễ chấm dứt tự đi làm thịt hắn hạ bình con mắt lộ ra một tia hàng mang nhưng là hắn bất động thanh sắc nội tâm sát ý tại công tác chuẩn bị cũng không có bày ra bởi vì để cho đợi chút nữa muốn trao giải rồi hắn cũng không có khả năng lập tức ly khai nếu không nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn may mắn trao giải điển lễ tốn hao thời gian cũng không phải rất dài chỉ là đứng tại thủ lĩnh thưởng trên đài nhận lấy quán quân cúp lại lại để cho một ít tin tức phóng viên chụp ảnh là được rồi bất quá á quân tần một dương cũng không có đến đây mà là đệ nhất trung học tìm một cái khác đệ tử thay thế thủ lĩnh thưởng nghe nói vẫn còn khẩn cấp trị liệu trong đó bất tiện dự học chung quanh đệ tử mặc dù đối với hạ bình đạt được quán quân không phục lắm nhưng là cũng không có chút nào biện pháp hơn một giờ về sau trao giải điển lễ cuối cùng kết thúc hạ bình cũng ý định ly khai lúc này thời điểm một cái hắc y nhân lập tức đi lên đem hạ bình chặn đường nói hạ tiên sinh có vị đại nhân vật muốn gặp ngươi không biết ngươi bây giờ có thời gian hay không? Đại nhân vật muốn gặp ta. Hạ Bình chầm chầm vào hắc y nhân kia, hắn có thể cảm nhận được từ đối phương trên người truyền đến từng đợt cường đại khí tức, vượt xa võ giả cảnh, tự hồ đạt đến càng cao hơn sâu cảnh giới, võ đạo thực lực cực kỳ đáng sợ. Đúng. Hắc y nhân mỉm cười, đây chính là cái đại cơ duyên, một khi bắt lấy, chỗ tốt vô cùng. Đoán chừng coi như là toàn bộ thành thiên thủy gia tộc đều khát vọng đạt được, nhưng là bọn hắn đều không có biện pháp. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn dùng hệ thống cảm giác đến đối phương trên người cũng không có ác ý, cũng không có sát ý, có rất nhiều thân mật, đoán chừng thực sự không phải là bẫy rập. Tốt, ngươi ở phía trước dẫn đường. Lúc này Hạ Bình tự đáp ứng, đi đối phó chu toàn sự tình cũng không gấp, trước đi xem cái này cái gọi là đại nhân vật đến tột cùng là người nào nói sao. Vèo. Rất nhanh, bọn hắn tự đi tới sân thể dục đằng sau một tòa kiến trúc, bốn phía thủ vệ sâm nghiêm, không ít cảnh sát đều trấn thủ chỗ này địa phương, bất quá không có người chặn đường bọn hắn, hai người trực tiếp đi lên lầu hai một chỗ đại sảnh. Chỉ thấy cái này đại sảnh diện tích rộng lớn, phản phất là phòng luyện công gian giống như, mà cái này trong đại sảnh có một vị ăn mặc màu trắng quần áo lão giả đứng đấy, chấp hai tay sau lưng, sau lưng còn đi theo bốn năm cái hắc y nhân. Hạ Bình thoáng cái có thể cảm nhận được cái này áo trắng lão giả khí tức trên thân rất không tầm thường, tự hồ bị một tầng đặc thù năng lượng bao phủ, có loại ở vào thiên nhân hợp nhất hương vị, tự hồ triệt để dung nhập rồi tự nhiên, cực kỳ cường đại rốt cuộc đã tới. Áo trắng lão giả đối với Hạ Bình mỉm cười, nói, đến đây đi, đánh ta một quyền thử xem. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình triệt để há hốc mồm, lão giả này là điên rồi a, à, động một chút lại gọi người đánh hắn, phải hay là không lừa bịp người à? Hạ tiên sinh, không cần lo lắng, phương lão bảo ngươi động thủ, cho dù động thủ là được. Chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, muốn thương tổn đến phương lão một sợi lông, cũng không biết kém rất xa. Bên cạnh hắc y nhân ha ha cười cười. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức yên lòng, đứng vững trung bình tấn, hướng phía áo trắng lão giả tựu là một quyền. Long quyền, thần long xuất hải. Một quyền oanh khứ, hư không chính giữa tự hồ xuất hiện một tia rồng ngâm, vạn vẹo không khí, khí kình chấn động, bộc phát ra cực kỳ hung hãn uy lực, mấy vạn cân lực lượng lập tức nổ tung. Bên cạnh những hắc y nhân kia đều là đồng tử co rút lại, âm thầm sợ hãi thán phục, cho dù ở trên màn ảnh nhìn thấy tiểu tử này chiến đấu, nhưng là tới gần xem, mới biết hiểu so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ chỉ cần là như thế này một quyền, bình thường võ giả cảnh nhất trọng thiên cường giả đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tới tốt. Áo trắng lão giả nở nụ cười, đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nhẹ nhàng một chưởng đập đi, chụp về phía Hạ Bình nắm đấm. Oanh. Cả hai va chạm, phát ra liên tiếp khí bạo, đại sảnh lắc lư. Cái gì? Hạ Bình trừng to mắt, bởi vì hắn phát hiện mình một quyền này đối thoại y lão giả căn bản không có dùng, toàn bộ sức lực đạo tự hồ cũng bị đối phương bàn tay hấp thu được sạch sẽ liền lại để cho áo trắng lão giả lui về phía sau nửa bước lực lượng đều không có. Không tệ, không tệ. Áo trắng lão giả tiếp hạ bình một chưởng, rất là thưởng thức nhìn xem hắn, nói, chỉ là võ đồ cảnh cửu trọng thiên, rõ ràng có thể thi triển xuất như vậy chiêu thức uy lực, đem ngũ hình quyền tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, thật sự là rất giỏi. Hắn dừng một chút, con mắt chầm chầm vào hạ bình, nhưng là càng thêm rất giỏi hay là, chỉ là võ đồ cảnh liền xuyên suốt từng chút một huyệt bách hội, đem tinh thần lực tu luyện ra. Xem ra linh hồn của ngươi lực lượng tương đương cường đại, so với người bình thường cũng không biết cường lớn hơn bao nhiêu. Cái gì? Hạ Bình tựu là cả kinh, chỉ là một quyền, trên người mình chi tiết tự hồ đã bị lão giả này nhìn rõ ràng rồi, lão giả này nhãn lực khủng bố được rối tinh rối mù a. Không thể nào, chỉ là võ đồ cảnh tự tu luyện xuất tinh thần lực ra, cái này, điều này sao có thể? Đằng sau một đám hắc y nhân đều là rung động, không thể tin được nhìn xem Hạ Bình. Nếu như chỉ là 18 tuổi võ giả cảnh cường giả, bọn hắn cũng gặp nhiều hơn, dù sao cái thế giới này thiên tài vô số, nếu như từ bỏ sử dụng tài nguyên chồng chất lời mà nói, tấn thăng đến võ giả cảnh cũng không phải việc khó gì. Nhưng là muốn tại võ đồ cảnh liền tu luyện xuất tinh thần lực, cái này có thế cũng không phải là cái gì tài nguyên có thế chồng chất đi ra được rồi, cái này chính giữa nhất định có đủ cực kỳ yêu nghiệt thiên phú. Đúng vậy, ta đích thật là tu luyện ra tinh thần lực. Hạ Bình cũng thừa nhận. Nghe nói như thế, áo trắng lão giả lập tức nở nụ cười, quả nhiên, linh hồn của ngươi lực lượng tương đương cường đại. Đúng rồi, ngươi bây giờ tinh thần lực bao trùm phạm vi đến cùng có xa lắm không? Hắn tò mò nhìn Hạ Bình. Cũng không có cẩn thận đo đạt qua, có chừng 120 mễ ba, toàn lực lời nói có thể sẽ xa hơn. Hạ Bình hồi đáp. 120 mễ. Bên cạnh một đám hắc y nhân đều mộng rồi, mỗi người dọa được không nhẹ, tầm thường võ giả cảnh cường giả vừa mới tu luyện xuất tinh thần lực, có thể khuếch tán 23M coi như là không sai rồi nhưng là tiểu tử này chỉ là võ đồ cảnh, tinh thần lực phạm vi thì đến được rồi hơn 100m, như vậy linh hồn lực lượng trọn vẹn thượng người bình thường không chỉ gấp 10 lần, quá mức kinh người rồi. Áo trắng lão giả cũng có chút run rẩy, các cao chầm chầm vào hạ bình, quả nhiên, người là trăm năm đều khó gặp thiên tài, chỉ là võ đồ cảnh tự lợi hại như vậy, một khi tấn thăng đến võ giả cảnh, như vậy cũng được sao, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Đối với võ giả mà nói, linh hồn lực lượng lớn nhỏ là cực kỳ trọng yếu đấy, linh hồn càng cường đại, như vậy tinh thần lực cũng tự càng cường đại, thậm chí đối với tại lĩnh ngộ võ đạo tốc độ cũng càng thêm kinh người, đây cũng là thiên phú. Có chút đang dược, linh dược có thể đền bù thân thể chỗ thiếu hụt, khiến cho thân thể trở nên càng cường đại hơn, nhưng là cơ hồ không có gì linh dược có thể làm cho linh hồn lực lượng đạt được tăng trưởng. Có thể nói đây là trời sinh đấy, vừa ra đời liền đã chú định. Dù cho có có thể làm cho linh hồn lực lượng tăng trưởng cái thế bảo vật, nhưng là cái loại này bảo vật cũng không phải người bình thường có thể mua nổi, đoán chừng toàn bộ thành thiên thủy xuất ra đi trao đổi, đoán chừng đều chưa hẳn có. Mà Hạ Bình là người của hai thế giới, hai cái linh hồn dung hợp cùng một chỗ, trong đó còn đã xảy ra dị biến, linh hồn lực lượng so với người bình thường cường đại rồi tối thiểu gấp 10 lần, lại trải qua đạt trình độ cao nhất công pháp thuần dương bất diệt quyết rèn luyện, tự trở nên càng cường đại hơn. Đúng rồi. Áo trắng lão giả chầm chầm vào Hạ Bình, đột nhiên hỏi, người có biết hay không công ty cự nhân? Công ty cự nhân? Đương nhiên biết rõ. Hạ Bình đương nhiên gật đầu, nếu như sinh hoạt tại viêm hoàng tinh cầu thượng người nào không biết công ty cự nhân, vậy hắn căn vốn cũng không phải là viêm hoàng tinh cầu người. Bởi vì công ty cự nhân quả thực tự là cả viêm hoàng tinh cầu siêu cấp tài phiệt, nó nghiệp vụ thẩm thấu các ngành các nghề, vi tôn network, hoạt động bằng từ tính đoàn tàu, trí tuệ nhân tạo ở nhà chơi rong, mạng lưới internet thông tin, khách sạn, địa sản, vận tải đường thủy vân, vân, đợi một tí, đều là bị công ty cự nhân cho khống chế. Có thể nói, đây quả thực là cái siêu cấp tổ chức. Có người cho rằng lực lượng của nó cơ hồ bao trùm tại chính phủ liên bang phía trên, cái này là chân chân chính chính bàn quan thế lực. Đương nhiên có thể cùng công ty cự nhân đánh đồng cũng có hai cái. Một cái là tánh mạng công ty, nó khống chế rồi toàn bộ viêm hoàng tinh cầu năm thành đã ngoài chữa bệnh dược vật, chế tạo rồi đại lượng đang dược cùng với năng lượng dược tề, ví dụ như hoàng kim dược tề tựu là này nhà công ty chế tạo ra đến đấy. Như vậy công ty quả thực tựu là dược vật cự đầu, không biết đã kiếm bao nhiêu tiền. Mà còn lại một nhà thì là cực quan công ty nó là trùng súng ống đạn dược, chế tạo rồi vô số vũ khí, ví dụ như cực quan súng ngắn, súng ngắm, hàng không mẫu hạm, cảm ứng từ xa vệ tinh, trí tuệ nhân tạo đạn đạo, hạt nhân đạn vân, vân, đợi một tí, đều là này nhà công ty chế tạo ra đến đấy. Nó dung hợp cả cái hành tinh tiên tiến nhất chiến tranh khoa học kỹ thuật, quả thực tựu là quái vật bình thường tổ chức, cùng quân đội có quan hệ sâu đạm, có người đem nó xưng là cổ máy chiến tranh. Mà cái này tam đại siêu cấp công ty, chính là thống trị rồi toàn bộ viêm hoàng tinh cầu tam đại siêu cấp cự đầu, áp đảo chính phủ liên bang phía trên cường hoành võ đạo tổ chức, không người không biết không người không hiểu. Biết rõ là tốt rồi. Áo trắng lão giả cười cười, lão phu chính là công ty cự nhân Dương Châu khu người tổng phụ trách Phương Nho. Dương Châu khu người tổng phụ trách. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, đại nhân vật A, đây tuyệt đối là siêu cấp đại nhân vật, có thế lên làm công ty cự nhân Dương Châu khu người tổng phụ trách, thân phận như vậy đủ để cùng Dương Châu khu số một thủ trưởng đánh đồng. Lớn như vậy nhân vật bán chừng tùy tiện hắt cái xì hơi, đều có thể làm cho cả Dương Châu khu, trên trăm tòa đại thành đều cảm mạo ba ngày, toàn bộ lục địa đều chấn động. Ta lần này tới tìm ngươi nguyên nhân cũng rất đơn giản. Áo trắng lão giả Phương Nho nhìn xem Hạ Bình, ta muốn mời ngươi gia nhập công ty cự nhân, trở thành công ty cự nhân một thành viên. Hắn đơn giản trực tiếp, cũng không có quanh co lòng vòng. Mời ta gia nhập công ty cự nhân. Hạ Bình nháy rồi thoáng một phát con mắt, Áo trắng lão giả phương nho gật gật đầu, đúng, tự là như thế. Công ty cự nhân một mực tại hấp thu trên tinh cầu cực kỳ có thiên phú người, lại để cho bọn hắn đạt được tốt nhất bồi dưỡng. Có thể gia nhập công ty cự nhân đấy, đều là thiên tài chính giữa thiên tài, là thế gian yêu nghiệt, bình thường thiên tài căn bản là không có tư cách gia nhập, cũng sẽ không đạt được mời. Đương nhiên, gia nhập công ty cự nhân cũng sẽ chỗ tốt vô cùng, không những được đạt được đại lượng thế gian có tiền cũng mua không được các loại thiên tài địa bảo, cũng có thể đạt được các loại đạt trình độ cao nhất bí tịch võ công. Còn sẽ có tông sư cảnh cường giả, thậm chí là vương giả cảnh cường giả tự mình tới chỉ đạo. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, tâm tư bành trướng, võ đồ cảnh về sau liền là võ giả cảnh, sau đó là võ sư cảnh, tông sư cảnh, tận lực bồi tiếp vương giả cảnh, đây là siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Một khi đạt tới vương giả cảnh cảnh giới, là được nát đất phong vương, dù cho chính phủ liên bang pháp luật đều không làm gì được rồi, bực này nhân vật liền đạn hạt nhân đều tạc bất tử, tuổi thọ vượt qua ngàn năm. Nếu có bực này nhân vật tự mình tới chỉ đạo, chỗ tốt cũng không biết bao nhiêu, coi như là cho nhiều hơn nửa tiền cũng mời không đến, dù sao cái kia bọn người vật há lại tiền có thể thu mua hay sao. Đạt tới loại cảnh giới này, muốn tiền rất đơn giản, một câu xuống, không biết nhiều người đều hướng về phía đi lên đưa tiền. Chỉ có thể nói không hổ là công ty cự nhân, toàn bộ viêm hoàng tinh cầu tam đại cự đầu một trong, liền vương giả cảnh cường giả cũng có thể nhẹ nhõm xuất ra, chỉ là vì dạy bảo hậu bối võ giả như thế nào đây? Áo trắng lão giả phương nho nhìn xem Hạ Bình, như vậy danh ngạch thế nhưng mà vô giá đấy, có chút gia tộc nghĩ ra mấy chục ức đồng liên bang gia nhập, đều khó có khả năng, không phải tuyệt thế thiên tài, cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Về đúc, mà ngươi bây giờ tự có cơ hội như vậy. Chỉ cần ngươi thông qua thí luyện, là được gia nhập công ty cự nhân, trở thành trong chúng ta một thành viên. Bên cạnh hắc y nhân đều là vô cùng hâm mộ nhìn xem Hạ Bình, bọn hắn những người này cũng chỉ là áo trắng lão giả bên người tùy tùng, muốn gia nhập công ty cự nhân cái kia là căn bản không có khả năng sự chớ đừng nói chi là hiện tại tiểu tử này rõ ràng còn bị phương lão như vậy chủ động mời kém như vậy cách thật sự là quá lớn gia nhập công ty cự nhân về sau liền không thể báo thi đại học rồi sao hạ bình muốn biết điểm này áo trắng lão giả phương nho cười cười đương nhiên không phải dù cho gia nhập công ty cự nhân cũng là có thể lên đại học đấy hoặc là nói chúng ta hay là hy vọng ngươi tiếp tục lên đại học tiếp tục đào tạo sâu trở nên càng mạnh hơn nữa ngươi có thể như vậy lý giải, chính phủ liên bang từng cái đại học là công cộng huấn luyện võ giả căn cứ, mà các đại vũ đạo tổ chức thì là sinh viên tốt nghiệp về sau chỗ làm việc. Tin tưởng ngươi cũng biết, có võ giả tốt nghiệp đại học về sau lựa chọn gia nhập tư nhân công ty, có lựa chọn chính mình sáng tạo công ty, có gia nhập chính phủ liên bang, cũng có trở thành quân nhân vân, vân, đợi một tí, không phải trường hợp cá biệt. Bất quá vì tranh đoạt có tiềm lực võ giả, rất nhiều thế lực theo trường cấp 3 mà bắt đầu tranh đoạt. Hạ Bình cũng là gật gật đầu, võ giả phải hay là không có tiềm lực, có thể hay không tiến quân đến võ đạo cực cảnh, theo trường cấp 3 thời điểm tựu không sai biệt lắm đã nhìn ra, cơ hồ không sai. Đương nhiên cũng có một ít trường cấp 3 thành tích thường thường, đại học thời điểm bộc phát đấy, nhưng là cũng cực nhỏ, không đáng kể. Bởi vậy, rất nhiều võ đạo tổ chức sẽ lưu ý các đại học trường học thiên tài võ giả, một khi có chút tiềm lực, cũng sẽ bị vơ vét, sớm ký kết, làm cho đối phương gia nhập tổ chức mình. Dù sao thiên tài cứ như vậy nhiều, người khác cướp đi một cái tựu ít đi một cái, đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Bất quá cái này thí luyện là có ý gì? Hạ Bình tiếp tục hỏi. Đây là đối với người gia nhập công ty cự nhân khảo nghiệm, từng muốn gia nhập công ty cự nhân người đều phải tham gia, đều không ngoại lệ, chỉ có thông qua được mới có thế chính thức gia nhập. Áo trắng lão giả phương nho miễn cười, cái này thí luyện rất khó. Thế nhưng tự đối với bình thường võ giả nói, ta tin tưởng đối với ngươi mà nói, cái này thí luyện dễ như trở bàn tay hắn đối với Hạ Bình có sung túc tin tưởng, chỉ là võ đồ cảnh liền tu luyện xuất tinh thần lực, liền có thể vượt cấp khiêu chiến, đánh bại võ giả cảnh cường giả, nếu như bực này nhân vật đều không thể thông qua thí luyện, hắn cũng không biết người nào có thể thông qua được. Kỳ thật nói đến đây, Hạ Bình nội tâm đã có quyết định, đó là một ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Một khi gia nhập công ty cự nhân, liền có cái này quái vật khổng lồ bảo kê, ai còn dám động chính mình, mặc kệ hắn gây ra bao nhiêu phiền toái, chỉ sợ công ty cự nhân đều có thể nhẹ nhõm giải quyết đó là một cực lớn chỗ dựa. Chớ đừng nói chi là, hắn còn có thể thông qua công ty cự nhân cái này siêu cấp thế lực, đạt được các loại đạt trình độ cao nhất bí tịch võ công, đạt được các loại thiên tài địa bảo, không ngừng tăng cường võ đạo tu vi. Đến lúc đó dù cho cái này siêu cấp hệ thống cừu hận biến mất, hắn cũng có thể bằng vào công ty cự nhân rất nhanh cuộc khởi, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cự tuyệt, mới là ngu xuẩn. Như thế nào đây? Có hứng thú hay không gia nhập? Áo trắng lão giả phương nho nhìn xem hạ bình. Hạ Bình gật gật đầu, ta gia nhập. Rất tốt. Phương Nho nở nụ cười, rất là cao hứng, rốt cục đã nhận được một cái tuyệt thế thiên tài, dù cho đối với hắn cái này Dương Châu khu người phụ trách mà nói, cũng là một cái khá lớn công lao. Công ty cự nhân tuy nhiên là cự đầu, nhưng là đối với võ đạo thiên tài hay là cầu hiền nhược khác đấy, chính là vì công ty cự nhân xuất hiện liên tục không ngừng võ đạo thiên tài, cự đầu địa vị mới có thể không ngừng bảo trì. Ba thoáng một phát, hắn đè lên trên cổ tay trí tuệ nhân tạo đồng hồ, một cái giả thuyết hình chiếu lập tức phóng đi ra đón lấy thò tay nhẹ nhẹ một chút đem một phần văn bản tài liệu truyền tống đến hạ bình trên điện thoại di động đúng rồi phần này là người gia nhập công ty cự nhân ký kết hợp đồng ký phần này hợp đồng liền có pháp luật hiệu ứng vậy thì coi như người gia nhập công ty cự nhân ngươi cũng yên tâm công ty cự nhân hợp đồng đối với võ giả mà nói hay là rất rộng thùng thình đấy hạ bình lấy điện thoại di động ra ấn mở nhìn kỹ thoáng một phát công ty cự nhân hợp đồng đối với võ giả mà nói xem như tương đối rộng rãi đấy chỉ là một cái thuê hợp đồng, cũng không là đầy tớ khế ước. Có chút võ đạo tổ chức cũng rất âm hiểm, cố ý xuất ra một phần lừa người hợp đồng, nô lệ khế ước, ý đồ trói chặt võ giả cả đời, có chút võ đạo thiên tài chính là như vậy lọc vào đối phương bẫy rập. Kết quả bọn hắn tốn hao mấy chục năm đều tại lên tòa án, khiến cho lưỡng bại câu thương. Bất quá công ty cự nhân chính là viêm hoàng tinh cầu tam đại siêu cấp cự đầu, cũng khinh thường ở lại làm suốt loại này bẫy rập khế ước, chỉ là bằng vào tên của nó đầu, cũng đủ để hấp dẫn vô số thiên tài võ giả gia nhập. Duy trì công chính, là được không ngừng bảo trì nó cự đầu địa vị. Nghĩ tới đây, Hạ Bình liền kích ấn vào ký kết, cùng thân phận của mình chứng nhận khóa lại, lại truyền tống về đi. Rất tốt. Nhìn thấy Hạ Bình ký kết rồi khế ước, áo trắng lão giả phương nho cười đến thì càng thêm sáng lạng rồi, nói, một tuần sau, chúng ta liền bắt đầu tiến hành thí luyện, đến lúc đó ta sẽ phái người đi trường học tự mình tiếp ngươi. Sẽ không chậm trễ kỳ thi đại học sao? Hạ Bình hỏi. Phương Nho khoát khoát tay, không cần lo lắng, thí luyện đoán chừng một tháng thời gian như vậy đủ rồi. Khoảng cách kỳ thi đại học còn có hai tháng thời gian đây này. Về phần trường học phương diện, ta cũng sẽ phái người đi qua giúp ngươi xin phép nghỉ. Tốt rồi, trở về đi, hảo hảo chuẩn bị, cố gắng tăng lên chính mình võ đạo tu vi. Nếu như ngươi lần này thí luyện biểu hiện càng tốt, đạt được chỗ tốt cũng sẽ càng lớn. Hắn mệt mờ nhắc nhở Thoáng một phát Hạ Bình. Tốt. Hạ Bình gật gật đầu đón lấy hắn quay người liền rời đi chỗ này đại sảnh đem làm hắn đi vào lầu một thời điểm lập tức liền gặp được một đám ăn mặc màu đen âu phục trên người tản mắt ra vị cư địa vị cao khí tức trung niên nam nhân bọn hắn cả đám đều chờ tại cửa ra vào hạ bình lập tức tự nhận ra những này đồ tây đen trung niên nam tử thật không đơn giản mỗi người đều là thành thiên thủy quan lớn cự đầu trong đó một ít hay là tại trên tv thường xuyên xuất hiện nghị viên cùng thị trưởng cho dù hắn cái này đối với chính trị không quan tâm người cũng hiểu biết những người này thanh danh dù sao lời nói khoa trương điểm lời mà nói đám người này liền là cả thành thiên thủy thiên hạ hiền chất lúc này thời điểm một cái bụng vệ mập mạp đi tới hắn cười tủng tỉm nhìn xem hạ bình thái độ thập phần nhiệt tình ngươi là hạ bình nháy thoáng một phát con mắt hắn biểu hiện không biết cái tên mập mạp này nhưng là không biết vì cái gì hắn cảm thấy thằng này rất quen thuộc giống như ở địa phương nào bái kiến tựa như ta là phụ thân của phùng hòa đường phùng sơn cái này Âu Phục mập mạp cười tủm tỉm nói. Quả nhiên là Phùng Hòa Đường phụ thân. Hạ Bình lộ ra một tia hiểu rõ bộ dạng, khó trách hắn cảm thấy thằng này hết sức quen thuộc, bất quá thằng này có lẽ cũng xem qua tivi trực tiếp mới đúng, bái kiến chính mình hành hung con của hắn, nhưng là bây giờ rõ ràng đối với chính mình nhiệt tình như vậy. Trên thực tế, Hạ Bình hay là xem thường hắn gia nhập công ty cự nhân ý nghĩa. Đoán chừng không có ai so những này thành thiên thủy các đại lão càng thêm tin tưởng Hạ Bình gia nhập công ty cự nhân đại biểu cái gì, điều này đại biểu lấy Hạ Bình đã bước lên một đầu võ đạo cường giả tiền đồ tư sáng. Phàm là được thỉnh mời gia nhập công ty cự nhân thiên tài, chỉ cần trên đường không vẫn lạc, tự tất nhiên sẽ trở thành vương giả cảnh cường giả. Một khi trở thành vương giả cảnh cường giả, liền lập tức có thế nát đất phong vương, quyền thế ngập trời, ra lệnh một tiếng là được lại để cho vạn người cúi đầu, dù cho liên bang tướng quân quyền thế địa vị cũng không gì hơn cái này. Như bọn hắn loại này thành thiên thủy gia tộc đối mặt vương giả cảnh cường giả, cũng chỉ có thể là khúng núng, a du nịnh hót bởi vì chỉ cần đối phương một cái mất hứng tùy tiện nói câu nói ngày hôm sau gia tộc bọn họ sẽ biến mất cửu tộc di diệt có thể nghĩ vương giả cảnh cường giả khủng bố đối mặt như vậy có quan minh tương lai yêu nghiệp quay mắt về phía như vậy một vị tương lai vương giả cảnh cường giả bọn hắn không thừa dịp hạ bình nhược lúc nhỏ đi lên nhận thức tới nịnh bợ chẳng lẽ còn các loại hạ bình trưởng thành là vương giả cảnh cường giả về sau lại đến nịnh bợ sao đến lúc đó chỉ sợ bọn họ liền môn đều vào không được nguyên lai là phùng bá phụ Hạ Bình tuy nhiên không rõ ràng lắm những người này thái độ vì sao nhiệt tình như vậy, nhưng là hắn cũng hiểu biết chính mình không cần phải đối với những người này kinh sợ, không lên tiếng không ty ti như vậy đủ rồi. Nghe nói như thế, Phùng Sơn ha ha cười cười, tự hồ rất là cao hứng, Hạ Hiền chất thật sự là khách khí, ngươi còn không phải rất rõ ràng người ở đây thân phận A, ta tự cả gan giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Hắn đưa tay ra mời tay, chỉ vào phía trước một người mặc màu đen âu phục trung niên nam tử, mọc ra mặt chữ quốc, mang theo thượng vị giả cường đại uy nghiêm, vị này chính là chúng ta thành thiên thủy tần phi thị trưởng tần thị trưởng tốt hạ bình nhìn xem cái này tần thị trưởng gật đầu lên tiếng chào hỏi vị này đoán chừng chính là phụ thân của tần mục dương rồi không hổ là thị trưởng kinh nghiệm quan trường lão hồ ly lòng dạ sâu đậm cho dù ở trận chung kết thượng chính mình đánh bại tần mục dương đối phương cũng không có lộ ra cái gì không vui cảm xúc hạ hiền chất khách khí chúc mừng ngươi gia nhập công ty cự nhân từ đó về sau chỉ sợ sẽ là nhất phi trùng thiên rồi tương lai nhất định là thành thiên thủy kiêu ngạo. Tần Phi mỉm cười, thập phần hòa ái. Đóng lấy, Phùng Sơn chỉ chỉ mặt khác một vị rất là nho nhã, mang theo màu vàng bên cạnh gọng kính trung niên nam tử, hoặc nhìn rất là nhã nhặn, vị này chính là thành thiên thủy phó thị trưởng Lưu Giang Hà. Lưu thị trưởng tốt. Hạ Bình cũng hơi hơi gật đầu, vị này có lẽ tự là phụ thân của Lưu Lượng rồi, hắn có thể cảm giác đến đối phương trên người truyền đến từng đợt âm lãnh khí tức, đoán chừng cũng chưa chắc như biểu hiện ra thấy như vậy nho nhã ôn hòa thật sự ngoan độc mà bắt đầu, khả năng so con của hắn lưu lượng càng thêm đáng sợ. Về phần lưu lượng cùng cái này phụ thân Lưu Giang Hà tương đối, cũng không biết kém rất xa, chỉ cần là lòng dạ đều xa xa so ra kém, chính thức cắn người cậu đều là sẽ không gọi đấy. Một khi động thủ, chính là độc thủ, sẽ không lưu lại bất luận cái gì chỗ trống. Hạ Hiền chất cốt, chúc mừng ngươi đạt được cách đấu đại tái quán quân rồi, đây thật là thực đến tên quy. Lưu Giang Hà cũng mỉm cười, tự hồ nhìn không ra có bất kỳ không vui, dù cho đối phương đánh bại con mình, vẫn còn trên lôi đài nhục nhã rồi một lần, nhưng là hắn đều giống như một điểm đều không để ý, thái độ như tắm gió xuân. Đối với loại tình huống này, Hạ Bình chỉ có thể cảm khái, những này quan trường lão hồ ly cả đám đều không đơn giản, chỉ cần phần này nhẫn nại năng lực cũng không phải là người bình thường có thể so sánh đấy. Không có vài thập niên tu hành, đều không đạt được loại cảnh giới này. Đúng rồi, vị này chính là Hoàng Nghị Viên, vị kia là Lê Nghị Viên, còn có vị này chính là Trần Nghị Viên. Phùng Sơn lục tục ngo ngoe giới thiệu kế tiếp thành viên, mỗi một cái đều là thành thiên thủy đại lão, các đại gia tộc cao tầng. Đem làm giới thiệu đến cuối cùng một vị thời điểm, hắn dừng một chút, nói ra, ân, vị này chính là Nam Cung gia tộc tộc trưởng Nam Cung Hải. Hắn chỉ chỉ cuối cùng một người mặc màu trắng âu phục trung niên nam tử, tướng mạo thập phần anh Tuấn, hoàn toàn tựu là đẹp trai đại thúc bộ dáng. Nghe thế, Hạ Bình con mắt sáng ngời, cũng đánh rồi một tiếng mời đến, rất là nhiệt tình, cha. Cái gì? Nam Cung Hải nghe được câu này, thiếu chút nữa tự tức giận đến nhảy dựng lên, khuôn mặt đều lục rồi bên, cái này hỗn tiểu tử tên gì, đang gọi ai ba ở đâu, đến cùng hiểu hay không nói chuyện. Những người khác cũng mỗi người sắc mặt cổ quái, bọn hắn đương nhiên cũng hiểu biết dự tuyển thi đấu thời điểm, tiểu tử này cùng Nam Cung Vũ ở giữa liên quan, chẳng lẽ hai người này sớm đã có một chân, thậm chí còn đã từng đến thăm cầu hôn. Bằng không thế nào cứ như vậy gọi cha rồi. Ta không phải ba của ngươi. Nam Cung Hải sắc mặt rất đen thái độ rất cứng ngắc. Nói thật, hắn đối với tên hỗn đảng này ấn tượng không thật là tốt, đương nhiên phần này võ đạo tư chất không phải giả dối, vấn đề là thằng này quá mức phong. Lưu, bạn gái phần đông. Nữ nhi của mình nếu là thật đi theo tên hỗn đảng này cùng một chỗ, cũng không biết sẽ gặp đến bao nhiêu gặp rắc trở đây này. Cho dù hắn cũng muốn tìm được một cái hoàng mỹ con rể, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng chính mình duy nhất nữ nhi bảo bối. Mặt khác đại lão cũng là cái cười trộm, bọn hắn chưa từng gặp qua giới kinh doanh cá sấu lớn Nam Cung Hải sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. a à, nhạc phụ đại nhân. Hạ Bình thay đổi một cách nói. Nam Cung Hải mặt càng thêm đen rồi, ta cũng không phải nhạc phụ ngươi. Hỗn đảng này da mặt quá tăng thêm, cho rằng đổi qua xưng hô hắn tự nghe không hiểu rồi sao. Muốn kết hôn hắn nữ nhi bảo bối, ở đâu là dễ dàng như vậy. Không có sao, đó là chuyện sớm hay muộn. Hạ Bình đại còi còi nói, không chút nào để ý. Sớm muộn cái rắm. Nam Cung Hải nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt Hạ Bình. Hắn lập tức cảm thấy tên hỗn đảng này quá mức nguy hiểm, muốn là nữ nhi của mình tiếp tục cùng thằng này tiếp xúc lời mà nói, bằng vào giày như vậy da mặt, hơn nữa quấn quýt chặt lấy, nói không chừng hai ba ngày tự ok nữ nhi của mình rồi. Đến lúc đó cái này khốn nạn lại mang cái tiểu Hạ Bình đến thăm cầu hôn, đoán chừng hắn không nhận cũng phải nhận thức. Không được, ngày mai bắt đầu, nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt tử thủ cái này Hạ Bình, một khi con gái có bất kỳ tiếp cận tên hỗn đảng này cơ hội, hắn đều muốn lập tức phái người đi ngăn cản. Nam Cung Hải nắm chặt nắm đấm, thoáng cái liền đem Hạ Bình cho rằng là là nhất nhân vật nguy hiểm. Khục khục. Nhìn thấy Nam Cung Hải sắc mặt hắc giống như than cốc bộ dạng, Phùng Sơn không khỏi ho khang thoáng một phát, thay Nam Cung Hải giải vây, nói, Hạ Hiền Chất, kỳ thật chúng ta tới đây lý tìm ngươi là vì một sự kiện. Trời tối ngày mai, chúng ta sẽ ở Thiên Thủy Khách Sạn tổ chức một cái tiệc tối, chuyên môn phụ trách tiếp đối đại các ngươi những này cách đấu đại tái tốt 16 thiên tài, hy vọng ngươi đến lúc đó hãnh diện tham gia. Hắn nói ra bọn hắn những người này mục đích tới nơi này, bọn hắn tổ chức cái này tiệc trụ tựu là hy vọng hậu đại đệ tử nhiều hơn cùng cái này yêu nghiệt tiếp xúc, đánh rớt xuống quan hệ tốt đẹp. Dù sao mặc kệ trưởng bối như thế nào tận lực tiếp cận, đều không bằng cùng thế hệ chính giữa giúp nhau giao hảo, tình cảm thâm hậu. Tốt, đến lúc đó ta nhất định tham gia. Hạ Bình do dự một chút, cuối cùng nhất vẫn gật đầu, dù sao những này thành thiên thủy đại lão thịnh tình mời, hắn cũng không có khả năng sẽ cự tuyệt bất kể thế nào nói cha mẹ mình còn có các loại thân thích bằng hữu đều nói ở tại thành thiên thủy đấy ăn mặc ở đi lại đều ở đây địa phương không cần phải cùng những này đại lão trở mặt vậy thì thật tốt quá đây là thiệp mời hy vọng đến lúc đó hạ hiền chất có thể đại giá quan lâm phùng sơn cười tủng tỉm nói hạ bình gật gật đầu tiếp nhận thiệp mời liền quay người ly khai chỉ là ly khai cái chỗ này nháy mắt hạ bình hai con ngươi lộ ra một tia thâm thúy sát ý lần này hắn cũng không phải là ý định về nhà, mà là đi sát nhân. Thành thiên thủy vùng ngoại thành, cái nào đó che giấu nhà kho, chung quanh đều không có người nào qua lại, được cho một cái báo hỏng nhà kho, phụ cận đều chất đầy rồi đủ loại kim loại rác rưởi. Về đức. Mà lúc này trong kho hàng, đang có một đám người tụ tập cùng một chỗ, thình lình tựu là chu toàn bọn người. Lão đại, cái chỗ này đã tìm tòi xong rồi. Một cái hắc y nhân nhìn xem chu toàn, mở miệng nói, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, bình thường cũng có rất ít người đến cái nhà kho này, đã là đã coi như là ném rác rưởi sân bãi. Dù cho có người ở chỗ này la to, đều tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Đó là một rất tốt giấu người nơi. Một cái khác hắc y nhân cũng trầm giọng nói, vừa rồi mấy giờ, chúng ta cũng đã đã điều tra hạ bình một nhà tình huống, dọc theo đường tới Cameras giám sát, cùng với lui lại tuyến đường, ta đều điều tra được rành mạch rồi, đã không sơ hở tí nào. Một khi đem cái kia hạ bình một nhà bắt đi, chúng ta có thể vô thanh vô tức biến mất, an toàn lui lại đến cái nhà kho này trong đó cam đoan những cảnh sát kia đều truy tung không đến đầu mối gì hắn là làm bắt cóc lão luyện đối với những chuyện này hết sức quen thuộc chu toàn rất hài lòng làm ngon lắm cái này hạ bình vừa mới đạt được cách đấu đại tái quán quân vạn chúng chú mục toàn thành chú ý là thứ công chúng nhân vật một khi mất tích tất nhiên sẽ phát sinh sóng to gió lớn các ngươi phải làm được cẩn thận nếu không bị những cảnh sát kia nhìn ra cái gì sơ hở chúng ta đều được game over hắn ngữ khí thập phần nghiêm khắc không cho bất luận cái gì thất bại xuất hiện nói đến đây một cái hắc y nhân chần chờ một chút nói lão đại hiện tại chúng ta cũng không có chứng cớ chứng minh là hạ bình giết chết chu đỉnh bọn người đấy nếu như chúng ta đối với bọn họ động thủ cuối cùng phát hiện tìm lộn người chỉ sợ này sẽ rước lấy đại phiền toái bất kể thế nào nói cái này hạ bình xem như công chúng nhân vật bị vô số người biết được hành động của chúng ta một khi tiết lộ chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị cảnh sát truy nã hắn sắc mặt thập phần ngưng trọng, dù sao cái này Hạ Bình cũng không phải không có tiếng tâm gì người, vừa mới đạt được cách đấu đại tái quán quân, đã xem như cái danh nhân. Nhân vật như vậy một khi mất tích, tất nhiên sẽ khiến cho cảnh sát chấn động. Cho dù bọn họ làm việc cẩn thận, cũng hiểu được có điểm tâm sợ, luôn cảm thấy khả năng tại nào đó cái địa phương xuất hiện chỗ sơ suất, như vậy bọn hắn khả năng cũng sẽ bị cảnh sát bắt được, chết không có chỗ chôn. Câm miệng. Chu Toàn nộ quát một tiếng, nhìn mình long long cái này thủ hạ, trên người lộ ra khủng bố sát ý, chứng cớ. Ngươi có phải hay không tại đã hiểu lầm cái gì? Cảnh sát làm việc mới cần chứng cớ. Chúng ta những này hắc đạo nhân vật, làm việc lúc nào cần chứng cớ. Chỉ cần có một tia điểm đáng ngờ như vậy đủ rồi, thà rằng giết nhầm một ngàn, không thể buông tha một cái. Dù cho sai rồi thì thế nào, chỉ có thể coi là là hắn không may. Ta chu toàn giết chết bị oan uổng người, làm sao dừng lại hắn hạ bình một nhà. Muốn trách thì trách hắn dám can đảm trêu chọc ta chu gia, đây cũng là hắn lý do đáng chết lại oán được ai hắn đằng đằng sát khí có thù tất báo quả thực tự là một đầu hung ác tàn nhẫn độc xà chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm vào địch nhân đều nguyên một đám cắn chết tuyệt đối sẽ không buông tha cho một tên đáng thương bốn năm cái hắc y nhân lắc đầu đối với hạ bình rất là thương cảm tiểu tử này coi như là thiên tài tiền đồ vô lượng đợi một thời gian nói không chừng còn có thế trở thành tông sư đẳng cấp cường giả nhưng là bây giờ bị chu toàn bực này ngoan nhân nhìn chằm chằm vào đã là nửa chân đạp đến tiếng địa ngục, không có tương lai rồi. Thiên tài chỉ có lớn lên mới đáng sợ, không có lớn lên thiên tài, cũng không gì hơn cái này. Các ngươi nghe. Chu Toàn nhìn mình chầm chầm mấy tên thủ hạ, lần thất bại này, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, phải làm được không sơ hở tí nào, nếu ai ra chỗ sơ suất, ta muốn rồi mạng của hắn. Hắn ngôn ngữ trước kia để lộ ra khủng bố sát ý. Đúng vậy, lão đại. Mấy tên thủ hạ đều là nghiêm nghị, không dám nói ra bất luận cái gì phản đối lời mà nói bọn hắn thế nhưng mà biết được chính mình cái lão đại đáng sợ nói một không hai không chút lưu tình không cần mạng của bọn hắn ta tới giúp ngươi cầm a bỗng nhiên tầm đó nhà kho chính giữa vang lên một giọng nói thoáng cái tựu ở cái địa phương này quanh quẩn phản phất tử vong chi âm người nào thân là võ giả cảnh nhất trọng thiên cường giả chu toàn thoáng cái cảm thấy tóc gáy dựng lên cảm giác đến bốn phía truyền đến tử vong nguy hiểm trên người từng lỗ chân lông đều co rút lại lên siêu, xíu, xíu, u u. Trong nháy mắt, giữa không trung chính giữa lập tức bay ra bốn năm khỏa thạch đầu, vạch phá không khí, tựa như từng đạo màu đen tia chớp giống như, mang theo thê lương tiếng xé gió oanh kích mà đến. Rầm 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 vài tiếng, đứng tại nguyên chỗ bốn năm cái hắc y nhân căn bản phản ứng không kịp nữa, đầu của bọn hắn lập tức đã bị thạch đầu xuyên thủng, giống như dưa hấu đồng dạng bạo toái, máu tươi văng khắp nơi. Rồi sau đó thân thể của bọn hắn cứ như vậy té trên mặt đất, phát ra một tiếng chấn động, lên đại lượng cho bụi. Chỉ là một cái hô hấp, những này thủ hạ toàn bộ chết. Hỗn đảng, là ai, rốt cuộc là ai giết người của ta? Chu Toàn phẫn nộ tới cực điểm, một cái không rõ lai lịch hỗn đảng rõ ràng dám động tay giết thủ hạ của mình, hắn phổi đều giận đến nhanh nổ tung. Đát đát đát. Lúc này thời điểm, trong bóng tối đi ra một bóng người, từng bước một đi tới, đi đi lại lại tiếng bước chân phản phất dẫm nát nhân loại nhảy lên trên trái tim tựa như, tràn đầy áp lực không khí khẩn trương. Hạ Bình, nhìn thấy bóng người này xuất hiện chu toàn đồng tử co rút lại hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình cái này chính mình ý định đi đối phó địch nhân rõ ràng thoáng cái xuất hiện ở trước mặt mình đây quả thực là không thể tưởng tượng hắn trước tiên tự cảm thấy vô cùng khiếp sợ kế hoạch của mình đến cùng là lúc nào tiết lộ hay sao tại sao phải bị tiểu tử này tự mình tìm tới cửa còn giết thủ hạ của mình ngươi tự là chu toàn chu đỉnh đại ca hạ bình nhàn nhạt nhìn xem chu toàn Nghe nói ngươi còn ý định phái người đến bắt cóc ta một nhà, thậm chí còn muốn ra tay giết ta, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, nghĩ kỹ chết như thế nào rồi sao?" Bình tĩnh ngữ khí công tác chuẩn bị lấy khủng bố sát ý, để lộ ra hắn đáng sợ phẫn nộ. Nếu như không phải hắn sớm biết được cái này kế hoạch chu toàn, chỉ sợ người nhà của mình đã sớm xuất hiện ngoài ý muốn, đối với như vậy hung tàn tàn những địch nhân, hắn tuyệt không tha thứ. "Ngươi rốt cuộc là làm sao biết ta kế hoạch hay sao?" Chu Toàn hoàn toàn không biết có thể nói kế hoạch của hắn là tạm thời nảy lòng tham đấy, cũng tự ngắn ngủn mấy giờ, dù cho thủ hạ của mình nghĩ ra bán chính mình, cũng hoàn toàn không có lúc này. Đến hỏi Diêm Vương A, hắn có lẽ biết rõ một ít gì đó. Quanh một tiếng, Hạ Bình hai tay động. Đinh đầu thất tiễn công thức thứ nhất, xuyên tâm thấu cốt. Xíu, xíu. Xíu, u u. Trong nháy mắt, hai ba khỏa thạch đầu bay đi, tê liệt không khí, ẩn chứa khủng bố xuyên thấu kình đạo, một khi bị đánh trúng, coi như là một khối hơn vạn kg cự thạch đều bị xuyên thủng. Buồn cười, nho nhỏ, nhỏ võ đồ cảnh cũng dám đối với ta võ giả cảnh động thủ, ngươi đây là tự tìm đường chết biết không? Chu Toàn cười lạnh, lộ ra giữ tận chi ý, thân trên tuôn ra cuồng bạo chân khí. Hắn hai chân dẫm tại mặt đất, thoáng cái tự dẫm ra một cái cực lớn hố sâu, đá vụn văng khắp nơi, phát ra nổ vang tiếng vang, toàn bộ người thật giống như một đầu nổi giận quái thú. Phanh! Một quyền oanh ra, Chu Toàn nắm đấm hiển hiện một tầng bạch sắc quang mang, chân khí phóng ra ngoài, cho thấy vô cùng lực lượng, không khí chính giữa truyền đến một hồi đáng sợ gầm rú, tựa như mảnh hổ gào rú. Lúc này bay tới ba tảng đá còn không có tới gần, lập tức đã bị đối phương quyền kình oanh thành một miệng. Có chút bổn sự. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, lập tức nhìn ra Chu Toàn so tầng một dương càng cường đại hơn, mặc dù mọi người đều là võ giả cảnh nhất trọng thiên, nhưng là một cái là thân kinh bách chiến lão luyện, một cái là vừa mới tấn chức newbie, cả hai theo căn bản là không giống với. Buồn cười, thật sự là buồn cười quá. Chu Toàn chầm chầm vào Hạ Bình, cười lạnh nói, ngươi cho rằng tại trên lôi đài đánh bại một cái vừa mới tấn thăng đến võ giả cảnh nhất trọng thiên Newbie, tự vô địch thiên hạ rồi hả? Quả thực tự là chuyện cười. Ta Chu Toàn tấn chức võ giả cảnh nhất trọng thiên nhiều năm, rèn luyện chân khí trong cơ thể, thân kinh bách chiến, cái gì tràn diện chưa thấy qua, há lại cái kia nhà ấm đóa hoa có thể so sánh hay sao? Tuy nhiên ta không biết ngươi là như thế nào tin tưởng kế hoạch của ta, nhưng là không có sao ta sẽ ra tay đem ngươi toàn thân xương cốt đánh gãy, chấn vỡ phổi của ngươi phủ, lại chậm rãi khảo vấn ngươi. Tin tưởng ta, ngươi để cho, đợi chút nữa nhất định là muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn lời nói chính giữa ẩn chứa thật sâu sát khí, làm cho người không rét mà run. Quanh. Lời nói vừa dứt, Chu Toàn lập tức xuất thủ, toàn bộ người thật giống như một con hắc lang giống như, hai chân như là đạn pháo, trong nháy mắt tựu đã bay đi ra ngoài, xé nát không khí. Tốc độ của hắn nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, toàn thân tràn ngập màu trắng chân khí, tản mát ra cường hoành uy lực, bí mật mang theo lấy như là vòi rồng bình thường khí lưu, chảy nước rút mà đến. Cho ta chết. Chu toàn nộ quát một tiếng, một quyền oanh khứ, lực lượng mấy vạn cân, đủ để nổ nát hết thảy. Phanh. Hạ Bình vẹn vẹn xuất thủ, một cái bàn tay đánh ra, ngăn cản tại Chu toàn trước mặt. Nắm đấm cùng bàn tay thoáng cái đụng vào nhau, đây quả thực giống như là ha ly vệ tinh va chạm địa cầu giống như, toàn bộ không khí chấn động, thậm chí liền cái này vứt đi nhà kho đều đang rung động lên. Hạ Bình hai chân đứng tại xi măng mặt đất. Phịch một tiếng, lập tức xuất hiện hai cái dấu chân hố sâu, đá vụn văng khắp nơi, răng rắc răng rắc rung động, từng đạo vết rách lan tràn đi ra ngoài. Làm sao có thể? Dù cho tạo thành khủng bố như vậy tràn cảnh, Chu Toàn đồng tử ở trong chỗ sâu cũng lộ ra một tia kinh hãi, bởi vì bình thường mà nói, chính mình một quyền tuyệt không phải là võ đồ cảnh cường giả có thể ngăn cản. Một quyền, cũng đủ để đem đối phương toàn bộ đánh bay xương cốt đều chấn thành phấn vụn, bởi vì ẩn chứa chân khí nắm đấm, bộc phát lực phá hoại, quả thực tựu không cách nào tưởng tượng. Nhưng là hắn một quyền oanh tại đối phương trên nắm tay, rõ ràng phản phất lâm vào một đoàn bông giống như, toàn bộ sức lực đạo bị tháo bỏ xuống, truyền lại đến trên mặt đất, căn bản không cách nào xúc phạm tới đối phương mảy may. Cho ta chết. Hạ Bình hai con ngươi lộ ra một tia lãnh ý, tay trái vẻn vẹn nâng lên. Xà quyền, độc xà xuyên tâm. Trong nháy mắt, hắn tay trái hóa thành một đầu độc xà, không khí chính giữa truyền ra tư tư gầm rú thần xuất thủ uống lượng quỷ dị tật như tia chớp trong nháy mắt tự xuất thủ không 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 chu toàn tóc gáy đều dựng thẳng mà bắt đầu nhiều năm xuất sinh nhập tử nguy cơ bản năng tự nói với mình nếu như không né qua một chiêu này hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ thế nhưng mà hắn và hạ bình khoảng cách thật sự là quá ngắn quá ngắn cũng tự mấy mươi cm khoảng cách mà hạ bình xuất thủ rất nhanh coi như là độc xà bắt con mồi thời điểm cũng không gì hơn cái này thậm chí liền không một ép thời gian đều không cần. Nhanh như vậy xuất thủ tốc độ, như vậy khoảng cách ngắn, hắn chu toàn còn thế nào ngăn cản. Phanh. Tay trái thoát ra, tàn nhẫn vô tình, lực lượng nổ tung, trong nháy mắt tự xuyên thủng rồi chu toàn lồng ngực, tự như đậu hũ giống như, rồi sau đó liền trực tiếp tự nghiền nát rồi trái tim của hắn. Ba thoáng một phát, đại lượng huyết dịch theo hắn lồng ngực chảy ra, tí tách chảy xuôi trên mặt đất. Cái này, cái này. Chu toàn trừng to mắt, lộ ra hoảng sợ, không cam lòng thần sắc, một cổ đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, trong ốc lúc này thời điểm căn bản không có cách nào suy nghĩ. Đánh chết hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chính mình một quyền rõ ràng giết không chết tiểu tử này. Có thế Chu Toàn lại thế nào biết được Bắc Minh hộ thể công cường hoành, dù cho Chu Toàn là tấn chức võ giả cảnh nhất trọng thiên cao thủ, nhưng là chỉ cần là lực lượng tựu không khả năng vượt qua tầng một dương quá nhiều. Một quyền uy lực, còn chưa đủ để dùng kích phá hạ bình Bắc Minh hộ thể công. Hắn không biết điểm này, còn dám trì độn đem hết toàn lực, rút ngắn cùng Hạ Bình khoảng cách, cho nên hắn tự chết rồi. Phanh thoáng một phát, Hạ Bình cầm lại chính mình dính đầy huyết dịch tay trái, nhàn nhạt nhìn trước mắt Chu Toàn. Ta, ta không cam lòng, không cam lòng a. À. Chu Toàn ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng bi phẫn, muốn hắn đường đường võ giả cảnh nhất trọng thiên cường giả, tung hoành thiên hạ, chém giết quái thú, thống trị vô số thủ hạ, địa vị tôn sùng, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng là hiện tại rõ ràng chỉ là một cái sai lầm, Tự đã bị chết ở tại một cái võ đồ cảnh tiểu quỷ thủ hạ, bị chết như vậy biệt khuất, bị một chiêu đánh bại trái tim, thử hỏi hắn như thế nào cam tâm, như thế nào chịu phục. Thế nhưng mà dù thế nào không cam lòng, dù thế nào không phục, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Ba thoáng một phát, thân thể của hắn ngã xuống, nện trên mặt đất, cổ nghiêng một cái, huyết dịch chảy xuôi tại cả vùng đất, đã là đã mất đi tánh mạng khí tức, dù cho thần tiên đều cứu không sống rồi. Xì 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 xì. Hạ Bình theo trên người xuất ra hóa thi thủy, nhỏ tại đây mấy cái người trên thi thể, lập tức những người này liền biến thành một đám khói xanh, triệt để biến mất trên thế giới này. Những người này vì phạm tội, tiêu trừ mình ra toàn bộ dấu vết, không cho cảnh sát tìm được dấu vết để lại, đoán chừng cũng không nghĩ ra chính mình chết rồi, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào biết được. Ân. Ừ. Đây là vật gì? Đem làm chu toàn thi thể biến mất, hóa thành một đám khói xanh thời điểm, Hạ Bình nhưng lại phát hiện đối phương còn để lại một cái màu trắng vốn sứ cái chai, đây là hóa thi thủy không cách nào hòa tan đồ vật cho nên còn giữ lại. Ba thoáng một phát, hắn tự tay cầm lấy, mở ra cái này màu trắng bình sứ, lúc này tự lộ ra rồi hai ba khỏa tròn vo màu xanh đang dược, thoáng cái tự tản mát ra nồng đậm dược khí. Không thể nào, đây là ngưng khí đang. Nhìn thấy viên đang dược kia, Hạ Bình lập tức vui vẻ, lập tức tự nhận ra cái này ba khỏa đang dược tự là trong truyền thuyết ngưng khí đang. Nghe nói một khỏa như vậy ngưng khí đang tự giá trị mấy ngàn vạn đồng liên bang, là chuyên môn lại để cho võ giả cảnh cường giả nhanh hơn thu nạp chân khí mà luyện chế ra đến đan dược, ẩn chứa khổng lồ năng lượng. Phục dụng một khỏa như vậy đan dược, tự tương đương với tiết kiệm võ giả cảnh cường giả một năm tu luyện công phu, vô cùng trân quý. Đoán chừng cái này ba khỏa ngưng khí đan là chu toàn vì mình tu luyện mua sắm đấy, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, chính mình còn không có phục dụng cái này ba khỏa trân quý đan dược tự chết rồi, ngược lại còn tiện nghi rồi những người khác. Như vậy tốt quá, đã có cái này ba khỏa ngưng khí đan, có lẽ ta có thể rất nhanh tự tấn thăng đến võ đồ cảnh đỉnh phong, đột phá đến võ giả cảnh. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, mừng rỡ không thôi. Hắn đã xuyên suốt một bộ phận huyệt bách hội, chỉ cần hắn tấn thăng đến võ đồ cảnh đỉnh phong, đến lúc đó có thể tự nhiên mà vậy đột phá đến võ giả cảnh, không có bất luận cái gì cổ chai. Ân, trở về đi. Hạ Bình lấy đi cái này ba khỏa đan dược, quay người liền rời đi cái nhà kho này.